bộ điều khiển trực tiếp và bộ điều khiển đấu nối. Đấy, thì có hai loại như này. Đấy, một loại là cắm trực tiếp và một loại đấu nối nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp này. Đấy. Lấy cho anh cái đuôi đèn đi. Cái đuôi đèn kìa. Chân nó to cắm không vừa. Về nhà các bác cắm trực tiếp con này vào điện 220 này. Sau đó thì các bác cắm cái lấy cái dài vào đây. Cắm cái thiết bị cần phải sử dụng qua đây. Đấy. Ví dụ như em cắm quả bóng đèn nha, em cắm quả bóng đèn thì em sẽ cắm ở đây trước này. Đấy. Cắm cái bóng đèn qua cái nguồn này. Cái này của nó thì cái rắc của nó rất là chắc luôn. Nhưng mà chắc cái này thì về nó kết nối nó mới tốt được các bạn, nó không bị mò ve có nhá. Tại vì nó là bộ điều khiển mà. Điều khiển là nó đóng ngắt thì nó mò ve nó rất mất công. Đó đây. Sau đó thì các bác cho cái bóng đèn này qua, sau đó thì mình có thể bật hoặc tắt này. Đó. Đây. Bật tắt ở đây cho em nhé. Đó. Đây. Hả? Đây các bác nhá. Đó. Thì đây, khi mà các bác muốn điều khiển cái quả bóng này thì mình chỉ cần nhấn nút này thôi. Đó, tắt này. Đấy, tắt này, bật này. Đó. Tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Quả bóng em đang dùng đây là quả bóng 3W nhá, quả bóng 3W. Đó, quả bóng 3W. Quả 3W này thì bên em bán là 10k một quả nhá, 10.000 cho một quả bóng 3W thế này. Đó. Công tắc tắt bật rất là tiện luôn các nhá. Đó. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Đấy, nó sẽ dùng qua điều khiển như này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Tắt bật nhá. Đó. Xa của nó sẽ là 1 cây số nhá. Đấy. Cho nên cho em là điều khiển trực tiếp nhá, điều khiển trực tiếp giá sẽ là 270.000. Đó. Điều khiển trực tiếp này, tức là cắm trực tiếp luôn. Điều khiển cắm trực tiếp đấy, giá sẽ là 270k cho cái điều khiển cắm trực tiếp này nhá. 270.000 cho cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như nào. Đấy. Các bác có thể điều khiển được từ xa luôn, nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Đó. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, rất là tiện nhá. Đấy. Cái này thì quả bóng này là 3W nhá, quả bóng này là 3W. Bóng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là quả bóng này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. Quả bóng này sẽ là 10k. Đấy, bóng 3W độ sáng vừa phải. 10k. Các bác có thể dùng để thắp sáng ở các cái khu vực như là phòng hành lang này, rồi các cái khu vực mà mình ít sử dụng thì nó cũng tương đối là tiết kiệm. Đó. Ngoài ra thì bên em có cái bộ nó gọi là bộ đấu nối này. Bộ đấu nối thì giá sẽ là 240k bao ship. Về nhà các bác chỉ việc đấu nối là xong. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác bật cái nắp này lên, sau đó thì mình đấu nối vào. Đó, đây nó sẽ có cái sơ đồ cho các bác này. Chiều vào, chiều ra này. Đó, có cái sơ đồ sẵn đây. Về nhà các bác cứ làm theo cho cái sơ đồ này là xong nhá. Đấy, chiều vào, chiều ra. Bộ đấu nối này thì giá sẽ là 240.000 các bác nhá. 240.000 cho cái bộ đấu nối này. Đấu nối này thì công suất của nó sẽ là 40A. Còn cái bộ cắm trực tiếp thì chỉ được 30A thôi. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích để các bác lựa chọn nhá. Cái phần tiếp xúc này của nó khá là tốt luôn, cho nên là dùng nó cũng rất là an toàn. Các bác dùng cho tủ lạnh, tivi, rồi bình nóng lạnh, rồi máy bơm nước, nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhá. Đấy, từ công suất từ 30 đến 40A tùy theo. Con đấu nối thì nó sẽ công suất cao hơn là 40A, còn con cắm trực tiếp này thì nó chỉ được có 30A thôi nhá. Công suất của nó sẽ là 30A nhá, 30A. Đó. Còn con đấu nối này thì công suất của nó sẽ là 40A nhá, 40A. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá rất hợp lý cho các cô. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa luôn nhá. Đấy. Đấy, một cái đầu chuyển cưa như này các bác này. Đấy, chọn bộ của nó như này. Thì em lắp vào cái khoan pin để em thử cho bác xem. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Để các bác cưa này. Đấy nhá. Đó, để mình cưa. Con này thì nó sẽ có lưỡi cưa gỗ và cưa ống nước các thứ đều được nhá. Đó. Rất là tiện luôn các nhá. Giá sẽ là 40k. Tháo lưỡi thì các bác 100.000. Tháo lưỡi thì các bác đẩy cái lưỡi này ra để mình tháo lưỡi ra để mình thay lưỡi này. Một bộ bên em bán thì các bác sẽ được tặng kèm tổng là 4 lưỡi nhá, 4 lưỡi và một cái đầu như này, một cái đầu như này. Còn cái khoan này là khoan pin là của em nhá. Đấy, em lắp vào để em chạy thử cho bác xem thôi. Đó. Khá là ok nhá, khá ok luôn. Đó. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Các bác lên xem là đầu chuyển cưa nhá. Đấy, đầu chuyển cưa. Đầu chuyển cưa này. Đấy. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái đầu chuyển cưa như này. Đó, 100.000 các bác nhá. Đấy. 100.000 cái đầu chuyển cưa này, về nhà các bác lắp vào máy khoan hoặc là các cái loại máy đều ok hết nhá. Đấy, đầu chuyển cưa nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dao đây. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Hit này. Đấy, dao của thương hiệu Hit. Hàng mới chưa qua sử dụng nhá.
Hàng rất đẹp luôn, mới tinh, chưa qua sử dụng. Giá thì cũng khá là hợp lý thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là 9 sen nhé. Đấy. 9 sen. Đấy. Chiều dài lưỡi 9 sen và tổng thể chiều dao này. Chiều dài của dao thì khoảng 20 sen. Hàng thì cũng khá là bén luôn con này. Đó, khá là bén luôn. Đấy. Đó, đây con này, thấy không? Đó, lọc giấy khá là ngon luôn nhé. Lọc giấy khá là ngon, dao khá là bén con nhé. Đấy. Dao khá là bén luôn. Đó, rất bén con nhé. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 các bác nhá, 60.000 cho một con dao như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là dao 9 sen, dao 9 sen 60.000. Hôm nay xả cho bác giá chỉ còn là 50k nhá. Đấy, 50k cho con dao 9 sen như này. Đấy. Các bác lên cho em là dao 9 sen nhá. Đấy. Đấy, lên cho em là dao 9 sen này, giá của nó sẽ là 9 sen, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho một con dao 9 sen như này. Giá khá tốt cho bác luôn, giá khá tốt luôn các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi cơm mini các bác nhá. Đấy. Nồi cơm gọi là mini thôi nhưng nó cũng khá là to đấy, dung tích của nó là 1,2 lít thì nó cũng cũng nấu được tương đối các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 1,2 lít như này. Nắp của nó thì nó sẽ là thuộc dạng nắp tháo rời nhé, nắp tháo rời. Các bác đậy vào như này, sau đó thì mình đậy cái lẫy này lại này. Nồi này thì nó sẽ hơi nhỏ cho nên là nó sẽ không có quai sách đâu. Mà các bác dùng để mình bê thôi, mình bê lên thôi. Hàng của Chigo nhé, hàng của Chigo. Đấy, công tác của nó đây. Dung tích của nó thì một con nồi này là 1,2 lít nhé. Đấy. Cầm cho anh cái ấm vào đây nè, cái ruột vào đây. Con này nó sẽ là 1,2 lít các bác nhá, 1,2 lít. Đó. Lòng liếc các thứ cực kỳ là dày luôn. Đó. Đúng rồi. Lòng liếc rất là dày luôn và rất là chắc chắn nhá. Đấy. Đặt này em về thì về cái màu này, màu sữa rất là đẹp luôn, màu sữa rất là đẹp luôn. Lên cho em là nồi cơm mini, giá sẽ là 290.000. Đó đây. Đây, mâm cái nồi của nó đây các bác này. Nồi của nó thì cũng được, không dày không mỏng. Đấy, không dày không mỏng tương đối. Các bác đậy nắp lại này, sau đó thì mình nhấn cái này vào này. Đến cái này vào nó đẩy cái lẫy xuống rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. Đấy, giá sẽ là 290k nhá. 290k. Lên cho em là nồi cơm mini, nồi cơm mini này, đó. Nồi cơm mini nhá, giá sẽ là 290k. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít nhá, 1,2 lít. Nó là công suất của nó sẽ là 200W và nó sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, có thông số hết các bác này. Đấy, 1,2 lít này, đó. Điện 220 này và là 200W nhá. Đó, đây các bác nhá, thông số của nó đây. Đó, một con nồi như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, giá chỉ có 290.000 thôi, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Rất là ngon các bác này. Đó, đây. Rất tuyệt vời luôn. 290.000. Nồi này thì hai vợ chồng nấu là ăn thoải mái luôn. Đấy, nấu hai vợ chồng là ok nhá, hai vợ chồng, hai ba người, nói chung là cứ hai người ăn là ok. Hai người ăn là ok rồi nhá. Đấy, hai vợ chồng nấu nó nhỏ gọn, mang đi mang lại nó tiện. Các bác bê ra nó cũng nhỏ gọn thôi. Đấy. Đấy, có tí tuổi rồi bê đi to nó cũng bất tiện mà. Cắm nó vệ sinh ăn uống nó nhỏ gọn nó tiện dụng lắm. Đấy. Lên cho em là nồi cơm mini, giá sẽ là 290k. Đó. Có tặng kèm các bác một cái môi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đồng hồ nhiệt kế nhá, qua lên cho đồng hồ nhiệt kế. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Con này thì đây. Đấy, nó đã lắp sẵn pin rồi này các bác này. Có tặng kèm pin luôn. Đây. Ở đây thì các bác chỉ cần lắp pin vào là xong. Nếu mà bác nào chưa biết cài đặt giờ giấc thì cứ lắp pin vào là tự nó nhảy 12 giờ trưa thôi. Đấy, các bác cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp cho em là tự nó nhảy này. Nhiệt độ đang là 33,9 độ C, độ ẩm 74%. Đấy, và giờ thì cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp là nó sẽ cập nhật cho các bác. Vỡ à? Đá vỡ à? Dạ vô. Cái đèn em sao? Khách đến thử. Bật máy nó không tắt được. Vậy sao phải tắt được? Thì con này nó sẽ cập nhật cho các bác là nhiệt độ, độ ẩm và thời gian nhá. Giá thì sẽ là 90k. Thế nãy cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đồng hồ nhiệt kế. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Rồi, ok. Em là nồi chiên không dầu nhá. Con này thì bên shop đang bán là 650.000. Đấy, đợt này xuống cho bác giá còn 590k. Đấy, trước em bán là 650k đấy. 650k đợt này về cho bác giá rất tốt luôn.
giá của nó sẽ là 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này. Đấy, nó sẽ là dòng nồi chiên 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít nó sẽ là 10 lít cả vỏ. Cả cái vỏ to tổng thể của nó sẽ là 10 lít nhá, 10 lít cả vỏ. Các bác nhá. Đó thì đây, nó sẽ là hiện trạng này các bác này. Đấy, một con nồi chiên như này. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy. Về các bác dùng để chiên xào nấu nhá. Đấy, đây cái nồi của nó đây. Đấy. Nồi của nó thì chắc là nó vào khoảng nó sẽ vào khoảng tầm là 4 lít các nhá, 4-5 lít gì đó, 4-5 lít gì đó. Mắc của nó sẽ là khoảng 4-5 lít, có thể là hơn đấy, có thể là hơn. Nó một nửa cái nồi như này, một con nồi nửa nồi này của nó là 10 lít. Thì chắc là con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít các bạn. Khoảng 4 lít cũng khá là ok. Đó, đây là cái phần mai so của nó này, mai so và quạt gió các thứ này. Đấy. Mai so quạt gió đây các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím, một cái phím nó sẽ là nhiệt độ và một cái phím là thời gian nhá. Đấy, hai cái nút công tác như này. Hàng thì của thương hiệu Camel của Nhật nhá, Camel của Nhật. Con này thì công suất của nó sẽ là 10 lít cả vỏ này. Nó sử dụng điện 220V. Đây. Và đây thì nó sẽ có cho các bác một cái khay này, một cái khay như này các bác đặt vào này. Đấy. Đó đây các bác đặt vào này. Đấy, các bác chiên rán nem rồi đồ ăn nồi các thứ đều là ok hết nhá. Có hai công tắc như này. Đấy. Mai so nhá. Khi các bác bật thì phải bật cho em cả hai công tắc này lên nhá, cả nhiệt độ và cả thời gian lên thì mới được nhá. Còn các bác bật một cái nó không lên đâu. Đó đây. Đấy, rất là ngon lành luôn. Hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Đó đây. Cái này thì nó sẽ là công suất của nó thì nó sẽ là 1350W các bác này. Đấy, 1350W sử dụng điện 200 đến 240V. Dòng của nó sẽ là 50 đến 60Hz nhá. Rất là ok luôn, thông số rõ ràng các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con nồi chiên này. Giá của nó chỉ có cho các bác là đây, 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Và giá bên em đang bán là 650.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 590k. Đấy, nồi chiên không dầu, giá của nó sẽ là 590k nhá, 590k. Đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, bán cho các bác cái giá cực kỳ là thân thiện và ưu đãi luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen lạnh các bác nhé. Các bác có lời mẹ tôi chưa là sen lạnh, tức là con này thì các bác có thể lắp được vòi hoa sen nhưng mà nó chỉ dùng cho nước lạnh thôi. Đấy, thì về nhà các bác xoáy cái vòi sen vào đây cho em. Đấy, xoáy vòi sen vào đây cho em. Đó, hàng inox 304, hàng của Nhật này, Osaka Japan này. Đầu này thì các bác vẫn dùng xả nước bình thường nhá. Đấy, xả nước bình thường. Còn đầu này thì các bác dùng cho một cái chế độ đó là vòi hoa sen nhá. Các bác xoáy vòi hoa sen vào đây. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá, kết nối gen 21. Rất là ngon luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là sen lạnh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá sẽ là 190.000 cái con sen lạnh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là sen lạnh nhá, sen lạnh. Giá của nó sẽ là 190k. Đấy, 190k nhá. Bên em bán hàng thì nó có tên mã sản phẩm đàng hoàng. Cho nên các bác lên cho em là đúng tên, đúng mã sản phẩm thì bên em mới gửi hàng chuẩn được nhá. Và tránh cái việc là gửi đi gửi về. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em là sen lạnh. Giá của nó sẽ là 190.000. Dùng con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác chỉ cần là lắp vào vòi nước vào là các bác một vòi để xả nước, một vòi thì dùng cho vòi sen lạnh là ok nhá. Đó, sen lạnh là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái điện thoại Nokia nhá. Thì bên em có là sẽ là dòng 1 sim và dòng 2 sim. Đó. Thì 1 sim thì sẽ là 160.000 và 2 sim sẽ là 250.000 và bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Ta gọi được đâu mà mang vào. Gọi số ấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một pin này, một pin, một dây sạc và một máy như này. Đó, một pin, một dây sạc và một máy như này. Giá thì sẽ là 160.000 cho cái con một sim như này các nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em, lắp pin, lắp sim vào sau đó thì dùng bình thường. Hàng của hãng Nokia, một trong những cái hãng cực kỳ là thương hiệu luôn. Đấy các bác này. Đấy, kết nối các bác nhá. Nokia. Đấy, con này thì sẽ là dòng một sim nhá. Con một sim này thì giá của nó sẽ là 160.000 cho con một sim này, 160.000 cho con một sim này các bác này. Đó. Lên mã tiếp theo là điện thoại một sim nhá, tắt nguồn đi này. Đó, điện thoại một sim. Giá của nó sẽ là 160k nhá. Đó. Qua lên cho em là điện thoại một sim này. Điện thoại một sim nhá, giá của nó sẽ là 160k. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác con dòng 2 sim. Con 2 sim này thì sẽ là 250.000. Đấy, 2 sim nhá. Nó sẽ có dòng 1 sim, dòng 2 sim. 2 sim thì sẽ là 260.000. Đều là dòng của Nokia hết. Nhà ví dụ các bác dùng nhiều thì các bác có thể dùng con 2 sim này rất là ok nhá. Đấy. Pin piếc các thứ đàng hoàng. Đấy. Đấy. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng nhá. Nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đó. Và con này con 2 sim thì nó sẽ to hơn một chút. Đó. Cũng có đầy đủ cục sạc, cục siếc cho các bác luôn.
Con này sẽ là dòng 2 sim nhé. Dòng 2 sim như này. Giá thì sẽ là 250.000. 250.000 cho con 2 sim. 2 sim này thì nó sẽ đắt hơn một chút các bạn. Nhưng mà con này thì con 2 sim này thì đã bao gồm phí ship luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Đấy, bên em bao ship cho các bác. Đấy, điện thoại Nokia. Đấy. Các bác có thể chọn ngôn ngữ này. Đấy. Tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Tiếng Việt này. Ok, nó đã xong nhá. Đó, đây. Rất là ok nhá, rất đẹp nhá, số to màn hình rõ ràng nhá. Đó. Thì cái con 2 sim này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 nhá. 250.000 cho con 2 sim như này. Và bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. 2 sim. Đấy, qua lên cho em là điện thoại 2 sim nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại 2 sim này, điện thoại 2 sim. Giá của nó sẽ là 250k cho con em 2 sim như này nhá. Đó. Và một sim thì giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lô tất các bác nhá. Đấy, cái lô tất thì nó sẽ có cho các bác là đó là tất các bác nhá. Tất thì bên em có cho các bác là màu đen và màu ghi. Đấy, dòng 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp đen hoặc là tất hộp ghi nhá. Đấy. Tất hộp mà nó đựng trong hộp nhà hàng của thương hiệu Nike này, đó. Lên cho em là tất hộp đen này, đó. Tất hộp đen, đó, tất hộp đen. Hoặc là tất hộp ghi nhá, tất hộp ghi. Giá thì sẽ là 85k nhá, 85k cho một hộp 5 đôi như này, 85k trên hộp 5 đôi nhá. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng tất cổ khá là dài, tầm khoảng là trên 10 phân, 12 phân gì đấy nhá. Đấy, tất khá là dài và dày dẫn nhá. Co giãn 4 chiều, siêu thấm hút mồ hôi và chống nấm mốc hôi chân nhá. Đấy, chống nấm mốc hôi chân. 100% là sợi cốt tông tự nhiên. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một cái hộp tất như này bao gồm 5 đôi, hàng tất Nike của Nhật nhá. Tất Nike của Nhật bao gồm 5 đôi tất như này. Giá chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Giá chỉ có cho các bác là 85k trong hộp 5 đôi như này. 85.000 trong hộp tất ghi tất đen 5 đôi. Có màu đen và màu ghi, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, độ dai cực kỳ là dai luôn, tất bền bỉ chắc chắn luôn nhá. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi. Vòi thì bên shop đang có cho các bác là một cái dòng vòi chậu rửa như này các bác này. Đấy. Vòi này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa nhá, vòi chậu rửa. Con này thì nó nặng vào khoảng là gần 1 cân nhá, gần 1 cân. Hàng inox 304 Osaka Japan nhá, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và giá thì nó cũng rất là hạt rẻ cho các bác nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đây. Một cái con như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Các bác lên mã giúp cho em là vòi chậu rửa nhá, có đầu kết nối các thứ dây nguồn nước đàng hoàng. Đấy, bằng inox 304 cực kỳ là ngon luôn các bác, rất chắc chắn luôn đây. Đấy, hàng đặc hết nhá, Su 304 cực kỳ chắc chắn luôn, hàng của Nhật Osaka Japan đây. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa nhá, vòi chậu rửa. Vòi chậu rửa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k và bao ship. 250k cho cái vòi chậu rửa này bao ship. Giá này là bao giá rẻ, giá tốt trên thị trường luôn. Bình thường nếu các bác mua một cái vòi chậu rửa như này mà ra cửa hàng không dưới 5-700 nhá, không dưới 5-700 đâu. Nhưng mà riêng shop Phạm Huấn thì bán cho các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 250.000 cho một cái vòi chậu rửa bằng inox như này thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 16 bi nhá. Các bác lên xem là massage 16 bi. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường để các bác chuyên dùng để massage cổ vai gáy rồi nói chung là các kiểu con đại điểu luôn. Đó. Đây, lên trên là massage 16 bi. Cắm điện trực tiếp 220 luôn. Đây, các bác cắm điện trực tiếp 220 như này. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là nút nguồn này. Và các cái nút điều khiển đây qua nhá. Nút nguồn và các nút điều khiển như này thì tùy theo các bác muốn điều khiển như nào thì điều khiển. Nó có cả tia hồng ngoại luôn, có cả tia hồng ngoại nhá để giúp làm ấm này. Mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi, tổng cộng là 16 viên bi. Và đây thì nó sẽ có các chế độ này. Đấy. Chế độ theo các cái chế độ vòng tròn này, chế độ đảo chiều này, rồi chế độ cao thấp này, chế độ xoay vòng tròn nữa này. Đấy, nói chung là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, rồi có chế độ bật hồng ngoại này, đó. Lên mã giúp cho em là massage 16 bi nhá, massage 16 bi. Giá thì sẽ là 200 con 16 bi là bao nhiêu đây? Bác. 16 bi này. Massage 16 bi nhá, 16 bi. Giá sẽ là 290k các bạn. 290k cho một con massage 16 bi như này. Đó. 16 viên bi luôn. Con này thì các bác có thể để đa di năng nhá.
Đấy, tay này, chân này, rồi là bắp tay, bắp chân này, lưng, vai, gáy này, các bác có thể dựa vào, nói chung là được hết luôn. Ừ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là massage 16B, giá chỉ có 290.000 thôi. 290.000 thì con massage 16B như này, con này khá là tiện dụng luôn. Dùng thì con này nó sẽ đa di năng hơn một chút, là các bác có thể dùng được cả tay, chân, rồi cổ, vai, gáy, rồi nói chung là lưng. Lưng thì các bác không nằm được, nhưng mà các bác có thể tựa lưng được nhá. Các bác có thể để như này, để mình tựa lưng này. Đấy, cũng rất là ngon. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Rồi, ok. 10.000 nhá. Độ mịn 5.000, 10.000. Dòng này thì bên em gọi nó là đá C nhá. Đá C, độ mịn 5.000, 10.000. Hàng này thì các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, chuyên để mài dao nhá. Đấy, các bác chuyên để mài dao. Con này thì các bác có thể dùng để mài dao, mài kéo, mài liềm, mài búa đều được hết nhá. Và dòng này nó sẽ là đá mài nước của Nhật nhá. Đấy, đá mài nước của Nhật. Dòng này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây con này, đó, đá mài đây. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 thôi nhá. Độ mịn 5.000, 10.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 như này. Hàng made in Japan nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là đá C nhá, đá C. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một viên đá C như này. Các bác lên cho em là đá C, giá sẽ là 100.000. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái miếng cao su như này các bác này. Đấy, tặng kèm thêm một cái miếng cao su như này để các bác ốp khi mình đặt lên bề mặt mình ấy thì nó khỏi trơn trượt nhá. Đấy, khi mình mài thì nó khỏi trơn trượt các bác. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng made in Japan, thương hiệu Katashiwa. Giá của nó sẽ là 100.000. Các bác lên mã giúp cho em là đá C nhá, đá C. Giá của nó sẽ là 100.000 cho viên đá C như này, 100.000. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đá C nhá. Đá C này. Đó. Đá C sẽ là bằng 100.000 nhá. Bằng 100.000 cho một viên đá C như này. Giá siêu tốt các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về được mấy chục cái túi vải các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó không hẳn là túi vải mà nó thuộc một cái dòng túi mà bên này thì nó sẽ là máy giấy bóng này, và bên này của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải fit hay cái gì đó. Đó. Hàng cũng rất là đẹp luôn. Đây các bác này. Hàng của Nhật rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể dùng để đựng chăn màn này, đựng chăn màn chiếu hoặc là quần áo cũng rất là ok. Kích thước của nó thì một chiều của nó thì nó sẽ vào khoảng là 60 và một chiều 50 nhá. Đấy. 60 50 gì đấy. Đấy, em cũng không đo chính xác đâu. 60 45 50 gì đấy nhá. Và giá thì bên shop thanh lý cho bác cái giá đó là 10.000 trong chiếc này nhá. 10.000 cho một chiếc túi như này. Các bác lên cho em là túi chăn nhá, túi chăn, giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, các bác lên cho em là túi chăn, cái này để các bác đựng chăn mà. Giá sẽ là 10.000 một chiếc như này thôi. Đấy, 10.000 cho một chiếc túi đựng chăn như này. Đấy, con này thì nó sẽ có khóa cho các bác nhá, có khóa luôn. Đấy thì các bác đựng chăn này, đựng quần áo này, đựng đồ đoàn các thứ linh tinh nó cũng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em là túi chăn, giá của nó sẽ là 10.000 cho một chiếc túi chăn như này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là túi chăn, giá sẽ là 10.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác và bộ hoa thị nhá. Đấy, thì nó em về nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là lục giác và một mẫu là hoa thị như này. Hàng cũng rất là đẹp cho bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng lục giác và dòng hoa thị như này. Đây, dòng này của nó sẽ là hoa thị này. Nó sẽ có cho các bác là 2 này, 4 này, 5 này, 6 7 8 9. 9 đầu như này các bác nhá. Đấy. Con này thì bộ này sẽ là bộ hoa thị này. Bộ hoa thị thì sẽ là 60.000 nhá. Qua lên cho em là hoa thị nhá. Bộ hoa thị, giá của nó sẽ là 60.000 cho một bộ hoa thị như này. 60.000 cho một bộ hoa thị như này thôi. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho bác luôn. Đây các bác nhá. Đó. Còn tiếp theo thì nó sẽ là bộ lục giác nhá. Đây. Đấy, có hoa thị, có lục giác. Lục giác thì bên em nó cũng có mấy màu luôn. Đây, một cái bộ hoa thị rất là đẹp con này. Đây. Bộ hoa thị đây. Đấy, hàng sẽ như này các bác nhá. Đây. Đấy, bộ hoa thị đây các bác này, rất đẹp luôn này. Đấy, đây. Đấy, sẽ có bao gồm cho các bác là 9 cây, 2 này, 4 này, 5 6 7 8 9. 9 cây như này các bác nhá. Và các kích thước của nó sẽ là từ T10 đến T50. Từ T10 đến T50. Đấy các bác nhá. Đó. Cái này thì giá của nó sẽ là 60.000 này. Tiếp theo là đến cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác thì bên em về thì nó sẽ có là màu đen hoặc là màu thép trắng như này. Thì nó cũng kích thước của nó đây. Kích thước của nó thì từ 1.50 đến 10mm nhé. 1.50 đến 10mm như này. Đấy, đây. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5.
5 6 7 8 9. Tổng của nó cũng có 9 cây nhá các bác nhá, tổng của nó cũng có 9 cây luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ lục giác. Bộ lục giác như này, có lên cho là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác này. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, nếu các bác lấy cả bộ lục giác cả bộ hoa thị thì bên em sẽ bao ship cho các bác, tức là 135.000 bao ship cho bác luôn. Một hoa thị một lục giác là 135.000 bao ship các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Một hoa thị một lục giác thì sẽ là 135k và bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít các bác nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là máy vít này. Đấy, một con máy vít cực kỳ là ngon như này. Và các bác sẽ được tặng kèm thêm cho các bác là hai cái đầu mũi vít nữa. Rất là ngon luôn. Đấy, chạy cực kỳ là êm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Con này thì nó rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, sập vào đây là xong này. Đấy. Chạy khỏe lắm, tay không giữ được đâu các bác nhá. Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác sẽ được tặng kèm thêm hai đầu mũi vít nữa, hai đầu mũi vít. Đấy, một máy tặng kèm hai đầu mũi vít, đầu phổ thông. Đấy, đầu phổ thông như này. Đó. Máy chạy cực kỳ là êm và ngon luôn nhá. Đấy, đây con này. Máy chạy rất là khỏe, êm và ngon luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là máy vít nhá. Máy vít giá của nó sẽ là 130.000 và các bác có được tặng kèm thêm hai đầu vít và một dây sạc nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là máy vít. Đấy. Lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá của nó sẽ là 130k cho một em máy vít như này, 130.000 các bác nhá. Lên mã cho em là máy vít. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đưa anh con dao bên tay phải. Đó là cái hộp để các bác xay tiêu các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là xay tiêu này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. 50.000 cho một cái lọ xay tiêu như này các bác này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ như này bằng inox 304 cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra này, xoáy cái này ra, sau đó thì các bác bỏ hạt tiêu vào đây cho em, bỏ hạt tiêu vào đây nhá. Sau đó khi các bác bỏ hạt tiêu vào rồi thì các bác lật ngửa nó lên. Đấy. Khi các bác dùng thì các bác lật ngửa lên như, cho em như này, xong các bác xoay như này. Đấy, các bác xoay như này. Xoay như này thì hạt tiêu nó sẽ rơi xuống đây nhá. Hạt tiêu nó sẽ rơi xuống cái nắp này và mình lấy mình sử dụng thôi. Đấy, nó rất đơn giản, các bác cứ xoay ngược lại như này. Xoay ngược như này là rơi nó tiêu nó rơi xuống còn bao nhiêu thì nó sẽ đọng vào cái phần thủy tinh này. Đấy, mình dùng thì mình hãng xay, còn không dùng thì mình để nguyên. Lúc nào ăn thì mình với xay thì nó sẽ rất là ngon. Đấy, các bác lên cho em là xay tiêu nhá, xay tiêu. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xay tiêu nhá, xay tiêu. Giá của nó sẽ là 50k cho một cái hộp xay tiêu như này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, các bác bỏ vào xong đó thì mình xay là nó sẽ rơi xuống cái nắp dưới. Lên cho em là xay tiêu. Giá của nó sẽ là 50k cho một hộp này nha. 50k cho một hộp xay tiêu như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác. Đó là cái liếc mài dao kim cương các bác nhá. Các bác lên cho em là liếc mài dao kim cương. Con này thì bên shop đã bán rất là nhiều rồi. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Bao nhiêu nhỉ? Đây, hàng này thì của nó sẽ là hàng chuẩn nội địa Nhật cho các bác nhá. Đây, made in Japan các bác này. Đó, hàng made in Japan. Hàng chuẩn Nhật cho các bác luôn. Đây các bác nhá, made in Japan này. Chữ khắc chìm trên thân luôn. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là liếc mài dao kim cương nhá. Đó, hàng rất đẹp này. Các bác có thể dùng để mài kéo này, mài dao này và mài mài liềm nhá. Mài liềm, mài dao, mài kéo đây. Con này chiều dài của nó vào khoảng là 25cm. Dùng trong gia đình thì cực kỳ là ok. Hàng made in Japan các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái liếc mài dao kim cương như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi nhá. 130k cho một con liếc mài dao kim cương như này, 130.000. Lên theo liếc mài dao kim cương, giá sẽ là 130k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác nhá, đồng hồ bật lửa. Con này thì về các bác phải tự bơm ga nhá, đồng hồ bật lửa về tự bơm ga. Giá của nó sẽ là 100k thôi. Đấy. Lên cho em là đồng hồ bật lửa này. Đấy. Về nhà các bác tự bơm ga nhé, tự bơm ga. Đấy. Về nhà các bác tự bơm ga vào. Giá của nó thì chỉ có 100k cho một con đồng hồ bật lửa này thôi. Hàng chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Đấy. Con này thì các bác bật lên thì nó sẽ sáng lên như này này. Ngoài ra thì về các bác tự bơm ga vào đít này nhá, tự bơm ga vào đít này. Con này thì cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Về nhà các bác tự bơm ga. Lên mã cho em là đồng hồ bật lửa, giá của nó sẽ là 100k các bác nhé, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái vòi xịt hơi nữa. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi nhá.
Con này thì đang bán là 90k. Đợt này còn mấy cái nữa thì xả thanh lý cho bác, giá là còn 80k cho con xịt hơi như này nhá. 80k thôi. Con này thì các bác dùng để mình xịt bụi này, rồi là nói chung là rửa xe xong thì mình xịt cho nó khô nước đi. Đấy. Nói chung là cái xịt hơi này thì nhà bác nào có máy nén khí thì các bác mới dùng. Đấy, lên cho em là xịt hơi, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, còn mấy cái nữa thanh lý nốt cho bác này. Đó. Tiếp theo thì em vẫn còn cái gương của Nhật nhá, gương của Nhật đây. Thì giá chỉ có 30.000 một chiếc thôi. 30.000 một chiếc thôi nhá. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là một mặt là dọi gần và một mặt là dọi xa nhá. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn, có hình tròn và hình vuông như này. Các bác lên cho em gương tròn và gương vuông nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc này. Đấy, các bác lên cho em là gương Nhật nhá, gương Nhật 30k cho một chiếc như này, có hình tròn hoặc hình vuông, tùy theo các bác thích lấy loại nào lấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái pin 18650 nhá. Các bác lên cho em là pin 16850. Đấy. Pin này của nó thì 18650. Pin này của nó thì dung lượng pin sẽ là 6800 mAh nhá, 6800 mAh. Con này thì nó sẽ là pin của hãng này. Đấy, Ultra Fira. Đấy, pin của hãng rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con pin như này. Giá của nó sẽ là 30k một viên nhá. Đấy, các bác lên cho em là pin 18650, giá của nó sẽ là 30k cho một viên như này. 30k nhá, 30k cho một viên như này các bạn. Đấy, pin 16850, giá của nó sẽ là 30.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây đây. Đấy. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì các bác dùng để tuốt dây điện này, rồi cắt dây các nhá. Đấy. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 40k cho một con kìm như này thôi. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, còn một ít nữa cũng thanh lý cho các bác, giá rất là tốt luôn. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây nhá, giá của nó sẽ là 40k. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Hàng này thì giá này là giá thanh lý rồi. Đấy, về nhà để các bác sử dụng để tuốt dây điện này, đấu nối dây rồi là cắt dây rất là ok nhá. Lên cho em là kìm tuốt dây, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái cà lê 8 đầu đa năng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật nhá. Các bác lên cho em là cà lê VIP nhá. Đấy, cà lê 8 đầu VIP. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k nhá. Đấy, cà lê 8 đầu VIP này. Đấy, hàng của thương hiệu của Nhật đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 150.000. Đấy. Cà lê 8 đầu này. Đấy, cà lê 8 đầu VIP nhá. Đấy, hàng cao cấp, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k. Bên em có cả cái mẫu 8 đầu thường, còn mẫu này là cà lê 8 đầu VIP nhá, giá của nó sẽ là 150k. 150k cho một con như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái V15 các bác nhá. Các bác lên cho em là V15. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật, Japan đây. Ở đây của nó sẽ bao gồm cho các bác là 14 đầu vít như này. Đây các bác nhá. Đấy, 14 đầu vít bên trong, tùy ý các bác sử dụng thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là V15 nhá. Con này thì nó có thể là ngoắt nghéo được này. Đấy. Có xoáy nhanh đảo chiều các kiểu được luôn các bác nhá. Đấy. Có xoáy nhanh đảo chiều này, ngoắt nghéo này. Đấy, và vặn lên vặn xuống được, rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là 150.000. Đấy, 150.000 cho một con V15 như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là V15 này, V15. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho một con V15 như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. 150k quá nhá. Lên mã cho là V15. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn hai cái nạo nữa. Đấy. Hai cái nạo, cái nạo này là để các bác tạo hình hoa nhá. Các bác lên cho em là nạo hoa nhá. Lên cho em là nạo hoa này. Nạo hoa. Giá thì đang bán là 50k. Đây, nạo nó sẽ ra hình hoa như này các bác này. Đấy, ở trong nó sẽ là một cái nạo các bác nhá. Đây, khi các bác nạo thì nó sẽ là một cái nạo như này. Các bác cho củ cà rốt vào đây hoặc cho các loại củ quả vào đây. Đó, và nạo thì nó sẽ ra hình một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Đây, ra hình cái bông hoa như này. Các bác lên trên là nạo hoa nhé. Con này thì còn hai con nữa cũng thanh lý cho bác cái giá đó là 30k một chiếc thôi. Đấy, em đang bán là 50.000. Thì còn hai con nữa em cũng thanh lý nốt cho bác. Giá nó sẽ là 30k. Lên cho em là nạo hoa nhé.
em chỉ còn có hai con nữa thôi, nên thanh lý cho bác giá là 30k này con nạo hoa như này, giá siêu tốt cho bác luôn nhá, thanh lý nốt cho các bác. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lấy vít gãy các bác này. Đấy, bộ lấy vít gãy như này, à bộ gọi là vít đóng của nhá. Đấy, vít đóng như này. Đấy các bác lên trên là vít đóng này. Đấy. Thì cái này bên shop lên cho các bác cái vít đóng này, giá của nó sẽ là vít đóng này, giá của nó sẽ là 200k và bao ship cho cái bộ vít đóng như này nhá. 200.000 và bao ship cho cái bộ vít đóng như này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 này. Nó sẽ có 6 đầu như này. Đấy, các bác lên trên là vít đóng V6 nhá, V6. Nó sẽ có 6 đầu vít luôn. Đấy. Có 6 đầu vít như này. Đấy, 6 đầu vít các bác nhá, và một thân đóng như này các bác. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Bác nào làm nghề làm thợ sửa chữa là biết rồi. Đấy, hàng của hãng Kabushi này. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200k. Lên cho em là vít đóng nhá, vít đóng V6. Giá sẽ là 200.000 trong bộ như này. Đấy. Vít đóng này. V6 nhá. Vít đóng V6, vít đóng V6 giá của nó sẽ là 200k nhá. 200k và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con đèn pin nữa. Con này các bác lên cho em là đèn A76 nhá, đèn A76. Giá thì cũng thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Có tặng kèm dây sạc như này nhá. Con này nó sẽ là dòng đa di năng, thân của nó thì bằng nhựa và cái đầu này của nó thì bằng hợp kim này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng đa di năng luôn. Đây. Đấy, pin của nó thì nó sẽ có thể zoom ra zoom vào như này. Đấy, và cũng rất là sáng nhá. Đó, đây con này. Đó. Giá thì cái đèn này bao nhiêu đấy? Đèn này bao nhiêu đấy? Ừ. Đây các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Ngoài ra thì giữ lì ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái sáng ở bên hông này. Đấy, các bác dùng ăn cơm ăn nước cũng rất là ok luôn. Đó. Có cả cảnh báo SOS luôn. Đó. Đấy. Đấy. Giá thì bên shop 50 là cái đèn vuông. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn A76 nhá, đèn A76. Đấy, con này thì còn mấy con nữa cũng thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 120.000 thôi. Đấy. Lên cho em là đèn A76 này. Đèn A76 giá sẽ là 120k. Đó. Đèn A76 này giá sẽ là 120k nhá. 120k cho con đèn A76 này thôi. Rồi, ok. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái xẻng sinh tồn nhá, xẻng sinh tồn. Đấy, con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, chiều rộng khoảng 12 cm các bác nhá. Đó, hàng của Nhật đây, Japan con này. Đó. Con này bên em đang bán là 350.000. Con này thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng vừa dùng làm cuốc được luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ xoay ra như này thì các bác có thể dùng làm cuốc nhá. Đấy, nó sẽ là vừa là xẻng vừa là cuốc được luôn. Nếu mà mình để chế độ xẻng thì nó sẽ dài khoảng là 96 cm, nói chung là gần 1 mét, còn để chế độ cuốc thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Đấy, chức năng của nó thì đầu này nó sẽ có phá kính này, đầu này có phá kính này. Đấy, và đằng trước này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái chức năng khác nhau, ví dụ như là các bác có thể dùng để chặt cây này. Đấy, ở đây nó có phần dao chặt này, chặt cây này. Cái này để vặn ốc này, cái này để cưa cây này, cái này để các bác cắt dây này. Và đầu này thì đào và cuốc này. Ngoài ra thì bên trong này của nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết, ví dụ như là các bác có thể tháo rời ra được từ khúc 1 như này. Tháo rời được từ khúc 1 nhé. Đấy. Ở đây thì nó sẽ tháo rời từ khúc 1 và trong này thì nó sẽ có một cái đầu tô vít này. Ở đây tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái đầu để các bác lắp dao này. Đấy, lắp dao nhé. Đấy. Đấy, nó sẽ có một con dao như này. Có một con dao như này. Thì con dao này cũng khá là bén, các bác có thể dùng để mình làm cá hoặc là gọt hoa quả, nói chung là rất là đa di năng luôn. Và các bác có thể xoáy ra từng khúc một như này thì các bác có thể gấp gọn vào để mình mang đi du lịch này. Đấy, và các bác gấp cái đầu này lại nữa, xoáy cái đầu này lại gấp gọn vào, tức là nếu như mà các bác gấp gọn vào thì nó chỉ đâu đó vào khoảng là 20 cm thôi. Đấy, khoảng trên 20 cm một chút đây. Đấy, gấp vào thì nó sẽ là thành, bỏ ra thì nó sẽ là thành 4 khúc như này, rất là gọn luôn, khoảng trên 20 cm một chút. Đấy, còn khi mình lắp ráp vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc, cái xẻng hoàn chỉnh luôn. Đó, chọn bộ hoàn chỉnh, giá thì chỉ có 350.000 cho một cái bộ xẻng sinh tồn như này. Các bác lên cho em là xẻng sinh tồn nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 350.000. Tất cả của nó đều là có gioăng hết nhá, đều có gioăng chống nước hết, rất là an toàn luôn. Bác nào có ô tô thì nên để một con như này trên ô tô. Đấy, để mình thứ nhất là mình phòng vệ, thứ hai là mình có thể là
mang đi du lịch này, mang đi du lịch hoặc là các bác sử dụng để mình đào cây đào cối các thứ rồi phá kính phá kiếc rất là ok luôn này. Nó có chức năng phá kính ở đầu này nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con xẻng sinh tồn như này, giá sẽ là 350.000. Lên mã giúp cho em là xẻng sinh tồn, giá sẽ là 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng ổ đúc cao su nhá, ổ đúc cao su. Thì bên shop về dòng này nó sẽ có là cho các bác là ổ 3 chân, ổ 5 chân và phích cắm này, đây. Đấy. Hàng này đều của nó đều là hàng cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn nhá. Đập phá thoải mái luôn các bác. Đấy. Đập phá thoải mái luôn. Đấy em đập thoải mái luôn cô nhá. Hàng ổ đúc cao su mềm, các bác đập phá thoải mái. Ổ đúc cao su non nhá. Đấy, đập thoải mái luôn cô nhá. Đấy. Không bao giờ lo bị vỡ nhá. Đấy, đập thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non. Giá đều là 50k một chiếc nhá. 50k cho một chiếc như này. Đấy thì con 3 chân này thì nó sẽ có đèn báo nhá. 3 chân này thì sẽ có đèn báo. Công suất của nó khá là cao luôn, 3500W nhá. 3500W. Thì con này các bác dùng các cái công suất cao đều ok. Còn con này thì ổ 5 chân, nó sẽ có những cái chân khó như này. Và con này thì cũng là 50.000 và không có đèn báo nhá. Còn cái phích cắm này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 20k cho một cái phích cắm như này nhá. 20.000 cho một con phích cắm như này. Và con này nó cũng có đèn báo cho các bác luôn, có đèn báo luôn các bác nhá. Phích cắm này có đèn báo rất là tiện dụng luôn. Giá thì rất tốt cho các bác rồi. Đấy. Ổ 3 chân, ổ 5 chân thì các bác lên cho em là ổ 3 chân, ổ 5 chân đều là 50.000 một ổ. Còn phích cắm thì sẽ là 20k cho một con phích cắm như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200 là được. Tiếp theo thì bên em cũng về cái dòng dây điện của Nhật nhá. Nó sẽ là dòng dây điện 2.5 như này các bác. Dây điện 2.5 như này. Đó, dây 2.5 và dây ổ đúc cũng có đèn báo luôn. Hàng này thì nó đúc liền hết. Các bác dùng để mình ăn lẩu rồi dùng để làm hàn xì hoặc là các bác dùng để chiến công trình nó rất là ok. Đây. Nó sẽ là dòng ổ đúc liền như này. Ổ đúc liền có quai đeo nhá, có quai đeo. Nó sẽ có cho các bác một cái quai đeo như này cho nên nó rất là tiện. Đấy, ổ đúc liền hết nhá. Ổ đúc liền hết có quai đeo. Và đầu của nó cũng đúc liền hết đây. Thì các bác dùng để chiến công trình rất là ok. Dây thì của nó đây, FA 2.5, các này, FA 2.5 nhá. Dây 2.5 và dây của Nhật đây, Japan hết này. Đấy, Japan nhá, CU nhá. Đấy, Japan CU, dây lõi bằng đồng hết, 100% là dây lõi đồng hết nhá. Hai dây lõi đồng và dây của nó thì thuộc dạng là dây rất là mềm này. Dây của nó rất là mềm nhá, rất là mềm. Đó, cái này các bác dùng để ăn lẩu này hoặc là dùng công suất cao để hàn xì hay là dùng các công việc khác đều ok. Giá thì rất tốt cho bác luôn nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em sẽ có cái biểu giá như sau. Đây. Đấy, em sẽ lên cho các bác cái biểu giá như sau. Dây 5m, đọc cho anh đi. 5m giá của nó sẽ là 220k nhá. Đó. 10m thì giá của nó sẽ là 330.000. Đó. 20m thì nó sẽ là 500k nhá. Đấy, 500k. Và 30m thì nó sẽ là 650k. Giá thì đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đây. Đấy thì bên em sẽ có các 4 mẫu tất cả. 5m thì sẽ là 220.000, 10m là 330, 20m là 500 và 30m thì sẽ là 650.000 các nhá. 30m sẽ là 650.000. Đây, cuộn ngắn nhất thì em đang cầm là cuộn này là 5m nhá, thì nó sẽ là 220.000. 220.000 cho cuộn 5m như này và sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. 220.000. Đó, có cuộn 10m, cuộn 20m và cuộn 30m. Đây. Cuộn này là cuộn to khủng bố này. Đấy, con này thì là 30m thôi nhá. Các bác dùng để làm thợ, làm nghề hoặc là gia đình hay có công có việc mà cần phải kéo dây điện đi xa thì dùng cái cuộn 30m này cho em, rất ok luôn. Đó. Thì nó sẽ theo biểu giá như vậy. Sẽ theo cái biểu giá như này nhá. Đấy. 5m là 220.000, 10m là 330, 20m là 500 và 30m sẽ là 650.000 nhá. 650.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái găng tay chống nắng nhá. Qua lên kia là găng tay chống nắng. Bên em bán theo đôi như này. 30.000 một 30.000 một hộp 2 đôi. Đấy, 30.000 một hộp 2 đôi nhá. Đấy. Lên xem là găng tay chống nắng nhá, găng tay chống nắng như này. Đấy. Bên em bán theo một hộp nhá, một hộp của nó là 2 đôi, bán 2 hộp trở lên nhá. Bán 2 hộp trở lên. Đấy, đây. Các bác chỉ cần là đeo vào như này cho em là xong. Đấy. Đeo vào như này cho em là xong này. Đấy. Đấy, các bác đeo vào như này cho em. Đấy. Để mình đi làm, đi học hoặc là đi công việc mà các bác cần đi ngoài đường thì các bác đeo cái này vào cho em. Đấy, nó chống nắng rất là tốt nhá. Đấy, có cả cái phần này các bác xỏ tay vào như này, gần như là chống nắng 100% cho bác luôn. Lên cho em là găng tay chống nắng nhá, găng tay chống nắng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một hộp như này là 2 đôi sẽ là em bán từ 2 hộp trở lên. 2 hộp sẽ là 30.000 cho 2 đôi các nhá. Đấy.
Đấy, và em bán theo hộp, một hộp này là 2 đôi. Một hộp 2 đôi này sẽ là bán tức là 30.000 hai hộp này. Đấy. 30.000. 30k nhá, 30k cho hai hộp như này, hai hộp này tức là 2 đôi thôi nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, nên xem là găng tay chống nắng nhá, găng tay chống nóng. Còn lên xem là găng tay chống nóng nhá, găng tay chống nóng, giá của nó sẽ là 30k trên hai hộp. Đấy, hai hộp thôi nhá. Đó, một hộp của nó là một đôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái kệ kem đánh răng thôi nhá. Các bác lên xem là kệ kem đánh răng. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đấy, bán khá là nhiều rồi. Một cái kệ kem đánh răng như này bao gồm cho các bác là 3 cốc nhá, bao gồm cho các bác là 3 cốc. Lên mã giúp cho em là kệ kem đánh răng thôi nhá. Đây. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng nhá, kệ kem đánh răng. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm là một kệ và có 3 cốc cho bác luôn. Đấy, nó sẽ có 3 cái cốc này các bác. 3 cái cốc như này các bác nhá. Đấy, có 3 cái cốc. Và cốc của nó thì nó sẽ có nam châm từ hít cho bác luôn. Nam châm từ hít luôn các bác nhá. Đấy. Nam châm từ hít luôn các bác nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ của nó. Đây, một bộ của nó các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cả cái các cái miếng sticker dán luôn nhá. Đấy, có cả sticker dán luôn. Sticker dán cho bác luôn đây. Đấy, sticker dán và có cả miếng dán các bác móc dán vào tường. Và ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này này, một cái ngăn như này để các bác để các cái đồ linh tinh. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em, xoáy cái nắp này ra để mình cho kem đánh răng vào đây. Đấy, xoáy cái nắp này ra cho cái lọ kem đánh răng vào đây. Còn cái này thì các bác có thể bỏ cái gọi là cái bàn chải vào đây hoặc dắt bàn chải ở dưới này cũng được. Còn cái cốc này của nó thì nó sẽ có nam châm từ hít như này. Các bác cứ để này là nó sẽ hít vào này. Đấy, để này nó sẽ hít vào, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Để này là nó sẽ hít vào luôn. Nó sẽ rất là tiện cho các bác khi mà các bác sử dụng nhá. Đó, rất là tiện. Có từ hít luôn các nhá, có từ hít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kệ kem đánh răng nhá. Đấy, lên cho em là kệ kem đánh răng, giá của nó sẽ là 200k. Đó. Kệ kem đánh răng. Giá của nó sẽ là xả cho bác còn 190k nhé. 190k cho một cái kệ kem đánh răng như này. Đấy, kệ kem đánh răng giá của nó sẽ là 190.000 nhé. 190.000. Đó, giá của nó sẽ là 190.000. Thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhá. Sản phẩm bao gồm 3 cốc nước, 2 cốc trà để đổi một kem. Và sản phẩm chính là hộp đầy kem. Giá này các bạn dán lên tường gạch nha, không dán lên tường sơn được. Bộ cốc này có 500 để giữ luôn. Ở phần lấy kem này kia cứ tưởng nó tuôn cho mình một đống luôn, nhưng không nha, điều chỉnh lấy nhiều ít khá là xịn sò. Cá nhân kia thấy nó khá là xịn, còn bạn nào đã sử dụng sản phẩm này rồi. Và sản phẩm chính là hộp đầy kem. Giá này các bạn dán lên tường gạch nha, không dán lên tường sơn được. Bộ cốc này có 500 để giữ luôn. Ở phần đáy kem này kia cứ tưởng nó tuôn cho mình một đống luôn, nhưng không nha, điều chỉnh lấy nhiều ít khá là xịn sò. Cá nhân kia thấy nó khá là xịn, còn bạn nào đã sử dụng sản phẩm rất là ok nhá. Giá thì cực tốt cho bác luôn, kệ kem đánh răng. Giá sẽ là 190k cho mỗi em kệ kem đánh răng như này nhá. Rồi ok. Đây. Con này của nó thì thay lưỡi thì rất dễ dàng, các bác chỉ cần rút ra như này, sau đó thì mình đẩy ra mình thay thôi. Đó. Rút cái này ra, đẩy ra thay, rất đơn giản thôi. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Có các màu xanh, đỏ, tím, vàng, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, gửi ngẫu nhiên cho các bác, giá rất tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 15k một chiếc nhá. 15k. 15k cho một cái như này. Đấy, các bác nào lấy từ hai cái thì giá của nó sẽ là 25.000. Hai cái thì sẽ là 25k nhé, hai là cái sẽ là 25k. Còn lại bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em tính cho các bác là 10.000 một chiếc. Đấy, nếu từ 5 cái thì sẽ là 50k nhé, 5 cái là bằng 50k mới nhé. Đó, nó sẽ có biểu cho các bác là một cái là 15.000, hai cái là 25.000 và 5 cái thì nhân cho các bác cái giá là 50.000, tức là chỉ mất có 10.000 chiếc này thôi. Đấy, 50.000 cho 5 cái thôi nhé, 50.000 cho 5 cái tức là tính 10.000 cái này thôi. Rất là ngon luôn, dao đã có lưỡi thay nhất thoải mái luôn thôi nhé. Đó, giá chỉ có 10k thôi nếu như các bác lấy từ 5 cái trở lên. Còn lấy lẻ sẽ là 15.000 một chiếc này, lấy lẻ là 15.000 một chiếc nhá. Còn bác nào lấy combo 5 chiếc thì giá của nó sẽ là 50.000, còn combo 2 chiếc thì giá sẽ là 25.000. Tức là 2 chiếc thì vào có 12-13.000 một chiếc thôi.
giá rất tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi về số lượng giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái loa trong này. Đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, rút ra nó tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tuyệt vời nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ. Giá rất tốt cho bác luôn. Thước rút tự hãm này, đó, rút ra nó tự hãm các nhá. Rút ra tự hãm này, rất là tiện luôn. Đấy, rút ra tự hãm này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là thước rút tự hãm nhá. Một con thước rút tự hãm như này hàng của Nhật này. Đây. Đấy, Japan các nhá. Bên em sẽ có là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m các nhá. Đấy, 5m rưỡi, 7m rưỡi và 10m. Ưu điểm của con này là nó sẽ rút ra nó tự hãm cho nên là các bác dùng nó rất là tiện. Rút ra nó tự hãm như này. Đấy, rút ra tự hãm này cho nên dùng nó rất là sướng các bác. Rất sướng và tiện luôn. Đó, giá thì rất tốt nhá. Đấy. Con thước con thước 5m thì giá sẽ là 40k các nhá. Đấy, 5m. Đây. 5m, 5m thì nó sẽ là bằng 40.000. Đó, 40k. Đấy, 7,5m thì nó sẽ là bằng 50k nhá, 50k. Và 10m thì nó sẽ là bằng 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Chỉ có 450.000 cho một con thước như này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Bây giờ các bác đi ra cửa hàng mà mua một con thước vớ vẩn cũng phải mất 340.000 rồi. Đó, mà nó không phải là cái dòng tự hãm như này. Dòng tự hãm này thì nó rất là tiện nhá. Đấy. Bản của nó đều là bản 2 phân với 2 phân rưỡi hết bản to nhá. Số to rõ ràng luôn các bác. Số to rõ ràng luôn, dùng rất là thích. Đấy, ưu điểm của con này nó rút ra nó tự hãm thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện này. Rút ra tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn. Đây, hàng của Nhật đây, Japan con này. Đó, giá rất tốt luôn. Đấy, con 5m thì sẽ là 40k, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60k nhá. Đấy, các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Giá thì nói chung là giá rất là tốt rồi. Đây, con 10m này các bác này. Đấy, con thước 10m này các bác nhá. 10m. Đấy, rất chất lượng các bác luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy, thước rất là cứng. Đấy, thước rất là cứng luôn, các bác có thể đo xa được. Đo xa mà không sợ bị gập thước nhá. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Coi lên cho em là hút rửa bát. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k cho con hút rửa bát như này. Đấy. 100.000. Bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là dây ống hút này, một đầu vòi này, gioăng giếc các thứ cẩn thận này. Khi các bác ấn này thì cái nước rửa bát nó sẽ phọt lên nhá. Đấy. Lên cho em là hút rửa bát nhá. Đây em sẽ có cái video xem cái video lắp đặt thực tế luôn. Con này thì nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Lên mã giúp cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát. Đấy. Hút rửa bát, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một cái bộ hút rửa bát như này. Rất là tiện. Nhà nào thì cũng cần phải dùng đến cái vòi hút rửa bát như này nhá. Để mà dùng các bác, nó rất là tiện luôn. Quá. Đây các bác. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện, vừa bộn và mất công. Lắp bộ hút này có phải gọn gàng và tiện nghi hơn không? Chậu có cái lỗ này mà các bác để không thì uổng quá. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện, vừa bộn và mất công. Lắp bộ hút này có phải gọn gàng và tiện nghi hơn không? Chậu có cái lỗ này mà các bác để không thì uổng quá. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện. Đấy, rất là ngon các bác nhé. Đó. Đây các bác này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào là xong thôi. Đấy. Đấy, bộ của nó này các bác tháo vào lắp vào. Đó, cho vào xuống chai to, thế là ấn ra là dùng thôi, rất tiện luôn. Lên trên hút rửa bát nhé. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k cho cái bộ hút rửa bát này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá. Qua lên trên là nước hoa Dubai. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, hàng made in Dubai con này. Đấy. Lên mã cho em là nước hoa Dubai. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Một cái bộ nước hoa chiết như này. Đây, made in Dubai này. Đấy, bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 chai. Dòng này là nước hoa chiết nhá, nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ bằng đầu ngón tay này thôi các bác. Đấy, nó chỉ bằng đầu ngón tay cái này thôi. Rất nhỏ. Nhưng mà cái bộ sản phẩm này của nó thì nó lại được những năm lọ cơ. Được những năm lọ nhá. Năm lọ với năm mùi hương khác nhau và cũng rất là thơm luôn. 1 2 3 4 5. Năm lọ năm mùi hương khác nhau các bác nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Đấy, em đang bán là 100k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho một hộp như này thôi. 60k cho một hộp bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5 lọ như này. Lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhé. Đây, hàng made in Dubai các bác này. Lên cho em là nước hoa Dubai. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một vỉ như này nhé. 60k cho một hộp 5 lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là máy trà bếp nhé. Đấy, một con máy trà bếp như này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Rồi các cái đầu bàn chải khác nhau này, rồi một dây sạc nhá. Có dây sạc đây các bác cắm sạc vào đít, các bác xoáy cái đít ra cắm sạc vào cho em. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Đó, chạy rất là khỏe luôn.
lên cho em là máy trà bếp nhá, máy trà bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị giá cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một con máy trà bếp như này. Con này dùng thì siêu tiện dụng và giá rất hợp lý cho anh em các bác nhé. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Đó, lên cho em là máy trà bếp. Ở đây thì nó sẽ có cả cái này để các bác dán vào tường nhá. Dán vào tường để mình để này, đầu bông này, rồi đầu mút này để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá. Đấy, các bác có thì kỳ cọ bếp này, thảm này, rồi là trên bàn bếp ga, rồi nói chung là đường ống cống rãnh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là được hết luôn. Đấy, bộ sản phẩm của nó thì nó rất là nhiều các chi tiết như này. Đấy, về nhà các bác sử dụng này. Đấy, cọ thảm này, cọ bếp ga này. Đấy, rồi các cái vị trí nữa rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, lên cho em là máy trà bếp, giá thì chỉ có 100k cho con máy trà bếp này thôi nhé. Đấy, 100.000. Đấy, lên mã giúp cho em là máy trà bếp, giá chỉ có 100k thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy trà bếp này, đó, máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con máy trà bếp như này, giá 100.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là máy trà bếp, giá 100k. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thảm lau chân các bác nhé, thảm lau chân. Thì con này kích thước của nó sẽ là 40x60, tức là 40 phân và 60 phân. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ, mặt trên là bằng nỉ và mặt dưới là cao su non chống trơn trượt. Cái thảm này của nó thì nó sẽ là thảm Nhật và nó sẽ khác cái dòng Việt Nam. Việt Nam khi mà các bác sử dụng ấy thì mình khi mà mình sử dụng mà mình để lâu ấy là nó sẽ bị dạng như là mủn ra. Nhưng mà cái này thì không bao giờ nó mủn các bác nhá. Đấy, tại vì nó là dạng cao su non như này. Mặt dưới của nó sẽ là cao su non thôi nhá. Đấy. Cái mặt dưới của nó sẽ là cao su non, nó sẽ chống trơn trượt rất là tốt. Đấy, chống trơn trượt tốt. Và mặt trên của bằng nỉ nó rất là lì và nó thấm hút nước rất là tốt. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, thảm 46. Kích thước của nó sẽ là 40x60. Và bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 45k nhá, 45k. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đấy. Một cái thảm chất lượng như này mà giá là chỉ có 45.000 thôi các bạn. Đấy, 45.000. Tên mã giúp cho em là thảm 46 nhé. Đó, đây. Các bác lên cho em là thảm 46. Đấy, đầy đủ màu sắc các kích thước cho các bác xem luôn. Đó, rất là đẹp. Lên cho em là thảm 46 nhé. Thảm 46 này. Giá kích thước là 40 cm nhân với lại 60 cm. Giá thì sẽ là 45k một chiếc nhá. 45k cho cái thảm 46 như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái băng keo trong hai mặt nhá, băng keo trong hai mặt. Con này thì các bác dùng để dính đa di năng được luôn. Giá sẽ là 30k cho một quận như này. 30k nhá. Đấy. Đợt này thì về cho bác giá sẽ tốt hơn một chút, là giá sẽ còn là 25k nhá. 25k cho một cái quận băng keo trong hai mặt thế này. Đó, giá sẽ là 25k cho một quận băng keo trong hai mặt thế này nhá, 25.000. Hàng này thì các bác dùng nó cũng khá là ok thôi, khá là ok. Về nhà thì các bác mình sử dụng để dán các cái dây điện, ổ điện các thứ, rồi rất là nhiều các thứ được luôn. Đây em sẽ có video. Đây các bác này, nó dán rất là đa di năng luôn. Đây. Bóc ra này, đây các bác có thể dán được cả điện thoại này. Đấy, rồi dán siêu chắc luôn các nhá. Đấy. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn. Đấy, nó sẽ có hai mặt. Các bác không thích dùng nữa thì mình lại bóc ra, nó rất là tiện dụng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, dán siêu chắc luôn. Đó, đây. Nó sẽ là hai mặt như này. Các bác có thể dán đồ đoàn rồi đây. Đây nó dán cái ghế xong nó bỏ cả gạch lên các bác này. Đó. Dán điện thoại, máy tính, rồi nói chung là tất cả các cái chất liệu luôn. Siêu dai, siêu dính luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây. Giá rất là tốt nhá. Đó. Lên trên là băng keo trong hai mặt, giá chỉ có 25k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dao gọt dứa các bác này. Đấy. Có lên cho là nạo dứa nhá, nạo dứa. Giá thì chỉ có 15k thôi. Mùa này mùa hè rất nhiều dứa nhá. Về nhà các bác nạo hết cái vỏ bên ngoài đi, sau đó thì các bác dùng cái này các bác đẩy đi là nó sẽ đi hết luôn. Đấy. Cái này thì các bác phải dùng một thời gian nó mới quen tay. Thứ hai là mình dùng nó mới sắc lên nhiều hơn nữa thì dùng nó sẽ rất là ngon. Đấy, mới đầu thì mình chưa quen tay thì nó sẽ hơi khó làm. Nên trên là nạo dứa 15k. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái chảo của thằng Sanhao nhá. Sanhao thì nó chuyên là đồ gia dụng, đồ nhà bếp các bạn. Đấy. Con này thì
bên shop đang bán là 90.000, 100.000, đấy 100.000. Thì còn mấy con nữa, thanh lý nốt cho các bác, xả lỗ cho các bác luôn. Giá sẽ là 80k cho một cái chảo như này nhá. 80k cho một cái chảo của Sun Hau như này. Đấy, lên cho em là chảo Sun Hau nhá. Đấy, đường kính của nó sẽ là khoảng 20 cm. Đường kính khoảng 20 cm thôi các bác nhá. Lên cho em là chảo Sun Hau. Đấy, hoặc là chảo 20, lên cho em là chảo 20. Chảo 20 giá của nó sẽ là 80k cho con chảo 20 như này. Đấy, chống dính rất là tốt nhá. Tráng đá chống dính cực tốt luôn. Và giá thì cũng cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Đó. Giá chỉ có 80k cho cái chảo 20 như này nhá. Đấy. Bán xả thanh lý nốt cho bác, giá 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop cũng còn mấy cái ấm của Thái Lan nữa thì cũng thanh lý nốt cho các bác, giá siêu tốt luôn. Đó, ấm Thái Lan. Con này thì bên shop đang bán là 120.000 một chiếc. Đấy, 120.000 cho một chiếc như này. Và trên video ngày hôm nay thì cũng thanh lý cho bác, giá chỉ còn là 100k thôi. Ấm này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan. Hàng Thái Lan sử dụng điện 220V nhá. Đó. Giá sẽ là 100k một chiếc. Con này bên em đang bán là 120.000, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Sử dụng. Hả? Phú Tam á? Không có. Giá sẽ là 120.000, xả cho các bác còn 100k nhá. Lên cho em là ấm Thái Lan nhá, ấm Thái Lan. Đấy, ấm siêu tốc Thái Lan, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con ấm này thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá tốt luôn, 100.000. Đó. 100.000 cho một con ấm siêu tốc như này. Đấy, các bác về dùng thoải mái luôn. Đấy. Con này thì dung tích của nó sẽ là vào khoảng là 2,5 lít các ạ. Đấy, khá to đấy, 2,5 lít là các bác đun nấu thoải mái rồi. Đun nước uống các nước thoải mái. Các bác dùng ở nhà hoặc là mang đi công trình hoặc mang đi làm các thứ, giá nó vừa tiền. Có mất nó cũng đỡ tiếc các nhá. Đấy. Giá sẽ là 100k cho một con ấm siêu tốc như này. Lên cho em là ấm siêu tốc Thái Lan nhá, ấm siêu tốc Thái Lan. 100k một chiếc này thôi. Đó. Cái gì? Ui giời ơi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Một cái còn gì nữa? Khóa hai vòng hay gì? Thôi vào mà lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái xiên hoa quả các bác nhá, xiên hoa quả. Cái này thì nó sẽ là một hộp này là 10 cái, 50.000. 50.000 cho một hộp 10 cái như này, hàng inox 304, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Giá sẽ là 50k cho một hộp 10 cái như này. Đấy. Các bác dùng để mình ăn hoa quả, mình xiên rất là ngon luôn. Giá thì nói chung là giá thanh lý cho các bác, giá rất là hợp lý thôi. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá, xiên hoa quả. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái xiên hoa quả như này. Giá chỉ có cho các bác là 50k cho một bộ này thôi. 50.000 cho một cái bộ xiên hoa quả như này nhá. Đấy, khá là rẻ luôn. Về nhà các bác sử dụng dần trong gia đình nhà mình. Đấy, mình cắm vào cái chén ấy, mình để bàn. Đấy thì ăn hoa quả thì mình xiên cho nó tiện, nó sạch sẽ các bạn. Đấy. Lên theo là xiên hoa quả, giá sẽ là 50k cho một hộp như này. Đấy, lên theo là xiên hoa quả nhá, giá sẽ là 50k. 50k một hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít V24 các bác nhá. Các bác lên theo là V24. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít như này, một cái tay vít như này, cộng thêm với là 24 đầu vít nhá, 24 đầu vít nữa. Và cái bộ sản phẩm này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Cái bộ sản phẩm vít V24 như này. Đấy, các cái đầu vít như này có từ hít luôn các bác nhá. Nó có từ hít luôn, các bác lắp vào này là xong. Và đây nó sẽ có xoáy nhanh cho các bác này, có xoáy nhanh luôn. Bộ này thì giá sẽ là 80k nhá. 80k cho cái bộ vít V24 như này. 80.000. Các bác mua về để mình chuyên ngâm cứu sửa chữa các cái đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình rất là ok. Lên cho em là các bác lên tiền là V24 nhá, V24. Giá của nó sẽ là 80k nhá. V24 giá sẽ là 80k. 80k cho cái bộ V24 như này nhá. Giá rất rẻ luôn. V24 80.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối đây. Cái vòi nối này thì em còn một cái nữa. Cái này thì nó phải vừa và gen mới được các bác nhá, vừa và gen mới được. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 20k cho cái vòi nối này. 20k nhá. Cái này là nó có gen, lắp vào cái chậu rửa về nhà các bác phải xoáy đúng gen mới được cơ. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái nạo lưỡi các bác nhá, nạo lưỡi. Giá thì sẽ là 20k cho cái nạo lưỡi như này. Đấy, một cái nạo lưỡi như này. Giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái nạo lưỡi như này các bạn. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng luôn, dùng các bác để vệ sinh lưỡi, vệ sinh miệng. Đó, bằng inox rất chắc chắn và sạch sẽ. Giá sẽ là 20k.
lên cho em là nạo lưỡi này, nạo lưỡi giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá, 20k trong chiếc nạo lưỡi như này đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm chết này, hàng của thương hiệu Crossman đây, Crossman USA, hàng của Mỹ, giá sẽ là 100k nhá. Con này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, giá sẽ là 100k cho con kìm chết này. Bên shop bán khá là nhiều nhá, thương hiệu Crossman của Mỹ đây, giá rất hợp lý, chỉ có 100.000 thôi đấy, 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên em còn mấy cái bộ đục này nữa này, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 300.000 và bao ship cho một cái bộ bao gồm là 6 cái đục như này đấy, 6 cái 2 4 6, 6 7 cái gì đấy nhá. Bán cái giá này là giá quá là lỗ luôn, em đang bán là 450.000 cơ, nhưng mà còn 1-2 bộ nữa thì thôi, thanh lý xả kho cho các bác, giá sẽ là 300k và bao ship nhá, 300k bao ship cho cái bộ đục 6 món như này đấy, 6 món như này mới nhá, 6 7 món gì đấy tùy theo, 2 này 4 này 6 7, bộ này thì là 7, có bộ là 6 nhá. Đấy, giá thì thanh lý cho các bác luôn. Hàng này thì đã qua dọn vệ sinh online đâu rồi đấy rồi, hàng nội địa của Nhật siêu bén luôn. Giá sẽ là 300k bao ship. Đấy, 300k đây. Trước em đang bán là 400 đến 450.000. Còn mấy bộ nữa thanh lý 300k bao ship cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp kéo cắt tóc, hàng của thương hiệu Kai nhé. Đấy, một cặp này của nó là 160.000, nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc, một con cắt và một con tỉa nhé. Đây, một cặp kéo tóc như này bao gồm cho các bác là một con cắt và một con tỉa này. Đấy, cái đồng hồ này hôm nọ ở giữa sới vẫn còn nhưng mà cái bảo hết rồi, đồng hồ kim này. Giá sẽ là một cặp kéo tóc như này, giá sẽ là cho các bác là đây, hàng thương hiệu Kai Japan này, 160.000 thôi. Nó sẽ có bao cho các bác là hai chiếc. Lấy cái gì? Quần bao nhiêu mét? Một con cắt, một con tỉa nhá. Đấy, một con cắt, một con tỉa. Đấy. Hàng của thương hiệu Kai Japan. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu Kai Japan nhá. Một con cắt, một con tỉa. Đầu kéo thì cực kỳ là dày luôn. Đầu kéo rất là dày như này các bác này. Đó, đầu kéo rất là dày như này. Con này các bác dùng thì cực kỳ là ngon lành luôn. Đó. Dùng rất là ngon. Nó sẽ là một cắt, một tỉa như này. Hàng thương hiệu Kai. Giá sẽ là 160k cho một cặp như này, 160.000 cho một cặp như này, một cắt và một tỉa nhá, một cắt và một tỉa, giá sẽ là 160k, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, một cắt một tỉa giá sẽ là 160.000 rồi. Ok, các bác mua hàng có thể liên hệ từ các cái số hotline của bên em. Đó, hàng của thương hiệu Santalay. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ tặng kèm cho các bác mấy cái đầu bơm như này để các bác bơm phao, bơm bóng, bơm các cái chi tiết này. Đây. Đấy, đây các nhá. Đây. Để các bác bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Và nó sẽ có cái đầu như này để các bác một đầu là bơm mô tô, một đầu là bơm xe máy nhá. Đấy. Một đầu bơm mô tô, một đầu bơm xe máy. Đó. Hàng thì của thương hiệu Santalay. Đây. Santalay Made in Japan các nhá. Đó đây. Santalay Made in Japan. Chữ khắc chìm trên thân bơm luôn, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Con này thì trọng lượng bơm của nó sẽ là được 10 cân cũng nhá, 10 cân đây, có đồng hồ báo này, trọng lượng bơm khoảng được 10 cân này. Thì khung xương thì được làm từ sơn tĩnh điện nhá, được làm từ thép và sơn tĩnh điện cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó, làm từ thép, sơn tĩnh điện cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Có đồng hồ báo hơi đàng hoàng nhá. Đây, em sẽ test cái lượng hơi cho bác xem này. Đó, đây, em giữ như này là đồng hồ nó sẽ nhảy lên. Đấy, này là đồng hồ nó đang nhảy lên đây này. Đấy, nhảy lên gần 2 cân rồi này. Đấy, coi thấy không? Đấy, em bỏ ra đồng hồ nó xuống này, coi nhá. Đó. Hơi của nó thì bơm thì rất là khỏe và đẩy hơi mà bơm rất là nhẹ nhá. Bơm rất là nhẹ, khung xương cực kỳ chắc chắn. Có thể gấp gọn nhá. Các bác có thể gấp gọn như này, bỏ trong cốp xe máy, cốp ô tô. Con này bơm ô tô thoải mái luôn nhá. Bơm ô tô thoải mái luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bơm 2 ti, giá của nó sẽ là 250k. 250k và bao ship cho cái mã bơm 2 ti này nhá. Bơm 2 ti 250k và bao ship thôi nhá, 250.000 và bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái loại keo chống thấm này. Keo chống thấm thì đầu tiên là nó sẽ là thuộc cái dạng là keo các bác lên xem là xịt chống thấm nhá. Đấy, cái này là nó là chai xịt này, chai xịt chống thấm này. Đấy, coi lên cho em là xịt chống thấm. Đó, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này. Đấy, 50k cho một chai xịt chống thấm như này nhá. Đấy,
50.000, đó, 50k trong chai xịt chống thấm như này. Con này dung tích của nó sẽ là 450ml nhá, 450ml. Thì đây, em đã xịt thử ra cái hộp giấy đây có nhá. Đó, đây. Cái lớp keo của nó chảy ra này, đấy lớp keo nó chảy ra nó sẽ đông lại luôn và nó sẽ bịt kín các cái lỗ đây. Đây ví dụ cái này nó sẽ có một cái lỗ như này và nó chảy ra nó sẽ bịt kín hết các cái lỗ này các nhá. Đấy nó bịt kín hết các cái lỗ này. Cho nên nó rất là tốt luôn. Đó, đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Thông dụng mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím, bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím, bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Thì các bác chỉ cần về các bác lắc đều lên xong là xịt ra cho em là xong. Đấy lắc đều lên cho nó xịt ra nhá. Đó. Nó sẽ thấm, nó sẽ vào phủ vào các cái khe kẽ này. Đấy, đây nó chưa khô, nó khô đến nó khô cong đi luôn rồi nhá. Chịu được nhiệt độ cao luôn. Đấy lên cho em là chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Thì con này nó cũng là thuộc dạng chống thấm nhưng mà con này thì nó là miếng dán quá nhá, miếng dán. Đấy còn cái kia thì nó thuộc cái dạng là gọi là nó thuộc cái dạng gọi là xịt. Đấy còn cái này thì nó là miếng dán như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác bóc cho em cái lớp keo này ra này. Đấy. Bóc cái lớp keo này ra, sau đó thì các bác dán lên các cái bề mặt thôi. Đấy nó cũng độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái lớp cao su non mỏng như này các bác này. Đấy, các bác về các bác dán. Dán là nó sẽ bám dính rồi các bác này. Đấy, đây, các bác thấy không? Đây. Đấy cái lớp cao su non này. Bình thường các bác dán bình thường, sau đó thì bắt đầu gặp thời tiết nắng, nắng nóng là bắt đầu nó sẽ chảy ra và nó che kín hết các phần lỗ luôn. Và ở đây thì nó sẽ là một cái lớp giấy bạc như này, nano bạc như này để nó phủ lên các bề mặt nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy lên cho em là keo 10. Con này thì bên shop đang bán với cái giá đó là 40k, lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10, giá của nó sẽ là 40k, bản này của nó sẽ là 10 sen nhá, 10 sen. Giá thì chỉ có 40k cho một cuộn keo 10 như này thôi. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái keo tôn 10 này luôn. Con này thì nó cũng sử dụng rất là rộng rãi luôn. Keo dán tôn. Đấy, nó sẽ dùng rất là tiện. Đây các bác này. Bằng độc này. Các bác rất lên, không bao giờ nó có cái hiện tượng mà nó lột lên ngay. Mà nó phải như thế này nhá. Nó phải như thế này. Đây là cái cuộn băng keo chống thấm tay khô của bên em. Dạo này mùa mưa lên mái nhà mình rột nhiều lắm. Và thấy quảng cáo cái băng keo này khá là hay nên mình đặt ngay về thử cho mọi người xem nha. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, kể cả ống nước đang chảy ấy, bịt lại vẫn được. Mình thì cũng không tin đâu nhưng mà khi thử bóc ra thì thấy lớp keo khá là dày và dính khá là chặt. Thử đến đây tôi đã thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi đấy. Mọi người ai quan tâm thì đặt hàng ngay bên dưới nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng đó là cào xẻng mini nhá. Qua lên trên là cào xẻng mini. Một cái bộ này thì nó sẽ có 3 chiếc và giá thì chỉ có 30k thôi. Giá có 30k thôi, giá quá hợp lý cho bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là hàng loại nhỏ đấy, các bác dùng làm vườn, trong vườn nhỏ rồi cây cảnh các thứ thôi nhá, chậu cảnh thứ thôi. Đây, nó chỉ có trong lòng bàn tay này của em thôi này. Và cái phần cào của nó thì nó chỉ bằng phần xẻng nó chỉ bằng 3 ngón tay này thôi nhá. Bằng 3 ngón tay này thôi. Đấy, nói chung là nó nhỏ thôi, nó nhỏ trong lòng bàn tay này các bác này. Đấy, nhỏ trong lòng bàn tay này nhá. Đấy thì bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái cào và hai cái xẻng nhá, lên cho em là cào xẻng mini nhá, cào xẻng mini. Giá thì sẽ là 30k cho một bộ như này nhá. Cào xẻng mini nhá. Đấy cào xẻng mini. Đấy em lên cái tên nó rất là rõ luôn để tránh các bác bảo là nó to. Cào xẻng mini 30k một bộ này thôi. Bao gồm cho các bác là sẽ là hai cái xẻng và một cái cào như này để các bác dùng để cào cuốc đất làm vườn hoặc là làm ở trong những cái chậu cảnh nhỏ nhỏ ấy. Đấy. Hoặc là làm vườn cũng ok thôi, làm vườn cũng rất ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một cái bộ cào xẻng mini như này về để các bác làm vườn, giá rất là ok. Chỉ có cho các bác là 30k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái đèn
đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì nó sẽ là vừa vừa là đèn ngủ kết hợp để các bác đuổi muỗi luôn. Đó, vừa đèn ngủ kết hợp đuổi muỗi luôn. Đây, nó sẽ có công tắc ở trong như này. Đó, nó sẽ là một cái dạng đèn ngủ kết hợp với đèn kết hợp với lại đuổi muỗi luôn. Đó. Thì giá thì của nó sẽ là 45k. Coi lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Lên cho em là đèn ngủ này. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi. Bên em rất là nhiều các cái loại đèn và đồ đuổi muỗi khác nhau cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đèn ngủ đuổi muỗi giá nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. 45.000 nhá. Đó. Đây em sẽ cắm cắm điện trực tiếp vào cho các bác xem luôn, thực tế luôn nhá. Đó. Thì trước khi cắm điện thì đây các bác xem cái video thực tế cho đã ứng dụng luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi. Đây là cách sẽ khiến cho bọn muỗi cả đêm ngủ ngon. Đây là cách sẽ khiến cho bọn muỗi chẳng sao mà bạn. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đấy các nhá. Đấy đèn ngủ đuổi muỗi. Đây, nó sẽ như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó. Nó sẽ có các cái đây, cắm trực tiếp điện 220 như này. Đây sẽ bật lên như này là nó sẽ lên chế độ đèn ngủ cho các bác nhá. Đó, chế độ đèn ngủ. Bật này là nó sẽ lên thôi. Đó. Rất đơn giản thôi các bác nhá. Đó. Nó sẽ có công tắc ở đây. Đấy. Đèn ngủ thì nó chỉ sáng vừa phải thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá sẽ là 45k. 45k cho một con đèn ngủ như này các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. 45.000. Lên mã giúp cho em là đèn ngủ đuổi muỗi các bác nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một em đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay bánh bao nhá. Các bác lên xem là khay bánh bao, một cái khay bánh bao rất là đẹp và tuyệt vời như này. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đây đấy các bác này, một cái khay bánh bao như này, cái này các bác có thể thu nhỏ hoặc là phóng to đều được. Đây đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, có cả cái phần quai này các bác xách này. Đấy, để các bác lúc mà cho vào hấp các bác lôi lên như này rất là tiện luôn. Đó, đây. Cái này thì các bác vừa để hấp bánh bao, hấp thực phẩm, hấp thức ăn, vừa là để đựng hoa quả luôn, đựng hoa quả này. Đấy, làm một cái đĩa đựng hoa quả cũng được. Giá thì rất tốt nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em là khay bánh bao nhá, khay bánh bao. Giá sẽ là 50k, các bác lên đúng tên cho em. Nhiều bác mua hàng cứ mua một đằng lên tên một nẻo là gửi hàng nhầm. Khay bánh bao nhá. Khay bánh bao này. Đó, khay bánh bao. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một em khay bánh bao như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp các nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp hàng của thương hiệu Unica. Đấy. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đó. Đây, hàng thương hiệu Unica Japan các này. Đây. Unica Japan các nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp như này. Giá này cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Ở đây của nó sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp, mũi to nhất của nó thì sẽ là từ 4 đến 32. Đấy, và mũi nhỏ nhất của nó thì nó cũng là từ 4 đến 8 thì đấy các bác nhá. Đó. Đây. Bộ 5 mũi khoan tháp như này, hàng của thương hiệu Unica Japan các này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Unica Japan các bác nhá. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì một bộ 5 mũi như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 180.000 thôi. Đấy. Lên xem là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 250k. Đợt này về cho bác 250k, đợt này về cho bác giá còn 180k thôi. 180k cho bộ 5 mũi khoan tháp như này nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 180k các bác này. 180.000. Lên xem là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp như này. Rất đẹp luôn, xịn sò. Con này khoan được tất cả mọi chất liệu sắt rồi thép rồi gỗ rồi nói chung là bê tông khoan được hết các bác nhá. Đấy, inox
hoàn hết luôn. Giá là 180.000 để đầy đủ các kích thước cho bác sử dụng luôn. Đó, bộ 5 mũi khoan tháp này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bao ship nhé, 290k bao ship cho con sạc ắc quy như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái đuôi cảm ứng nhá. Con này cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đấy, đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này về các bác lắp cho em bóng đèn vào đây, lắp bóng đèn vào đây. Lắp kết nối điện bình thường nhá. Đấy. Kết nối cho em điện 220 bình thường, có tặng kèm các bác cả ốc vít luôn nhá, cả ốc vít luôn. Đó. Về thì các bác đấu điện lưới bình thường này. Đấy. Con này công suất của nó sẽ là AC là 110V này, 40W này. Đấy. Điện 110 anh được mà điện 220 anh được. Đấy. Thì các bác chỉ nên dùng đây, con này của nó thì nó sẽ có quãng thời gian là đèn sáng là 15 giây, 45 giây và 5 phút này. Và nó sẽ có chế độ là sáng ban ngày, sáng ban đêm hoặc là liên tục 24 giờ, tức là cảm biến 24 giờ. Đấy, thì nó rất là nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn. Để các bác chỉ cần xoáy bóng đèn là xong. Đây, em sẽ cho các bác xem thực tế luôn. Nhà em thì em để chế độ 24 giờ và có một quả bóng đèn ở cái hành lang như này. Đây. Bây giờ em sẽ đi đến là nó sẽ sáng nhá. Đây. Em đi đến là nó sẽ sáng này. Đây các bác nhá. Đó. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó. Đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Sau đó thì mình đi qua thì nó lại tắt nhá. Thì các bác cứ để chế độ là 45 giây này. Đấy rồi 15 giây, 45 giây rồi 5 phút tùy theo chế độ các bác để nhá. Đấy. Tùy theo chế độ các bác để. Đó. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó, thì đi qua một lát thì nó sẽ tắt nhá. Đó. Hàng thì bên kho khá là nhiều hàng để phục vụ các bác luôn. Đó. Và giá thì cũng rất là tốt nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Đây, chuẩn bị nó tắt bây giờ đây này. Đấy. Cứ đi qua là nó sẽ tắt. Đấy, các bác thấy không? Nó tắt rồi đấy nha. Ok. Các bác có dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Nó bàn chải của Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 30 chiếc nhá. Một hộp là 30 chiếc. Bên em có thể bán theo hộp hoặc là bán lẻ tùy theo. Đây. Đấy, bàn chải của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Sợi lông tơ mềm mảnh các bác nhá. Đây. Korea các bác đây. Đây, Korea nhá. Đấy. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, Korea nhá. Đấy, tất cả này đều là hàng của Hàn Quốc hết này các bác này. Đây Korea các bác nhá. Đó. Một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 30 cái nhá. Hộp của nó sẽ là 30 cái. Lên cho em là bàn chải Hàn Quốc. Đấy, được làm từ sợi than tre hoạt tính, kháng khuẩn, chăm sóc răng lợi rất là tốt luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Bên shop sẽ bán theo combo nhá, bán theo combo. Đấy. Thấp nhất là bán cho các bác là số lượng sẽ là 20.000. Đấy. 4 cái nhá, bán từ 4 cái trở lên là bằng 20k nhá, 20k. Đấy, 4 cái 20.000, lấy anh cái biển. Đấy, 4 cái là 20.000 các bác nhá. Còn bác nào lấy cả chục thì giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy, 40k. 40k bằng 10 cái này. Đấy, 40k bằng 10 cái, giá siêu tốt cho bác luôn. Còn bác nào lấy cả hộp 30 cái nhá. Hộp 30 cái thì nó sẽ là 110.000. 110k cho một hộp 30 cái như này. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Bàn chải thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, cực kỳ là siêu mềm mịn và đánh thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc đây các bác này. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn nhá, giá rất là tốt luôn. Đấy. Được làm từ sợi than tre hoạt tính. Khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ bảo vệ răng lợi, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng và kháng khuẩn luôn không nhá. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, được làm từ sợi than tre. Đấy, toàn 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn. Giá thì cực tốt nhá. Đấy, giá thì cực tốt cho bác luôn. Đấy. Korea nhá. Thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, 4 cái này, 4 cái là sẽ bằng là 20k nhá. Bán từ 4 cái trở lên bên em không bán lẻ nhá. Đấy, 4 cái là bằng 20.000. Đấy, tiếp theo đến 10 cái là bằng 40k nhá. 10 cái là bằng 40k và 30 cái, hộp 30 cái là sẽ bằng là 110k nhá. 110k. Bác nào lấy số lượng từ 30 cái trở lên thì là 110.000. Các bác có thể mua về để bán hàng cũng được. Mua về để bán hàng là giá là 30 cái là 110.000 là giá quá tốt rồi. Các bác có thể mua về để bán hàng. Đấy, sợi lông tơ siêu mềm mảnh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Đấy, bên em bán theo combo như này. Đấy, theo combo hoặc mua lẻ tùy theo các bác nhá.
Đấy, nhưng số lượng thì sẽ là từ 4 cái trở lên. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cọ vịt các bác nhé. Coi lên cho em là cọ vịt này. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lô này đặt này về thì nó sẽ là một cái bàn chải kiểu dạng về các bác lắp cái cán vào như này. Đây, lắp cái cán vào đây cho em này. Đấy, cái cán này về các bác sập vào này. Đấy, các bác chỉ cần sập cái cán này vào là xong nhá. Đó, hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, cái này các bác có thể uốn cong thoải mái nhé khi các bác sập vào này. Đấy, các bác sập vào đây cho em. Đó, các bác về các bác lắp sập vào này, con này uốn cong thoải mái luôn. Các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Đấy, nó sẽ là một cái dạng kết nối cao su mềm như này. Các bác sử dụng thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Đây, uốn cong như này các bác này. Đấy, cọ vịt. Đấy, rất là tiện luôn, và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là một cái dạng nắp đậy như này. Về nhà các bác chỉ cần là đặt vào này là nó sẽ sập vào này. Đấy. Và có cả miếng dán nhá, có cả miếng dán để cho các bác dán lên tường này. Đấy. Cọ đánh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cực kỳ là sạch luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Có cả miếng dán để các bác dán lên tường như này. Đây, nó dán lên tường, sau đó thì mình đeo cái này vào. Đấy, dán lên tường vào. Rất là tiện dụng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con cọ vịt như này. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt giá sẽ là 60.000. Con này thì nó rất là tiện, về nhà các bác chỉ cần lắp ráp vào cho em là xong thôi. Giá thì siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Một con cọ vịt chất lượng như này. Giá này chỉ có 60.000 thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong nhá. Đó. Lên cho em là cọ vịt này. Đấy. Cọ vịt này. Cọ vịt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái con cọ vịt như này. Về các bác lắp ráp vào đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ rất là tiện dụng cho bác sử dụng này. Các bác về nó có cái miếng dán tích kê đấy, các bác dán lên tường. Đấy, đánh rửa này, cái này nó có thể là các bác treo lên tường rất là tiện đấy, dán treo lên tường sạch sẽ, nó không phải khoan đục đẽo gì cả, bẩn thỉu. Đấy, đưa vào kỳ cọ rửa rất là tiện luôn. Đấy. Cọ rửa bồn cầu, vệ sinh toilet rất là ok. Giá thì cực kỳ là tốt nhá. Đấy. Một cái con cọ vịt như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 60k thôi, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đó, nhỏ gọn tiện dụng, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên mã giúp cho em là bát úp mì nhá. Đấy, lên cho em là bát úp mì. Đấy. Con này thì nó rất là tiện, một con bát như này. Về các bác úp mì nó rất là tiện luôn, con này dùng rất là đã. Đấy, rất nhỏ gọn tiện dụng con này. Đấy. Cái này các bác pha mì tôm, mì ướp các thứ hoặc là đựng đồ ăn, nói chung là linh tinh đều được. Giá thì nói chung nó cũng hợp lý thôi. Chỉ có 50.000 cho một con bát úp mì này thôi. Đấy. Con này thì nắp của nó rất là chặt các nhá. Đấy, nắp của nó rất là chặt luôn. Đấy, nắp của nó rất là ôm. Bên trong của nó thì bằng inox 304 nhá, bằng inox 304. Đó, bên ngoài thì bằng nhựa chống nóng. Có cả qua như này các bác úp mì tôm này hoặc là các bác dùng vào các cái công việc đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết, có qua luôn. Có nhựa cách nhiệt như này nhá. Đấy, lên xem là bát úp mì nhá. Bát úp mì này. Đó, bát úp mì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trong chiếc như này nhá. 50k cho một cái bát úp mì như này, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác, cái nắp này của nó hít rất là chặt nhá. Các bác đậy vào là nó hít rất là chặt luôn. Đấy. Đây, thoải mái luôn, hít rất chặt nhá. Khi các bác muốn tháo ra thì phải lấy tay đẩy cái lẫy này nó mới ra này. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, gần như là nắp nó rất là chặt luôn. Đấy. Các bác kéo như này nó sẽ không ra đâu, phải lấy cái tay đẩy cái lẫy này nó mới ra này. Đấy. Bát này nó hít rất là tốt. Các bác có thể đựng đồ ăn, đồ ướp thoải mái luôn. Đấy. Để đựng đồ ăn bỏ trong tủ lạnh cũng được, hoặc là dùng để pha mì, úp mì rất là ok. Đấy. Bằng inox 304, bên trong bằng inox 304 nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, lên xem là bát úp mì nhá. Con này thì nó sẽ là chắc là nó vào khoảng là một nửa lít thôi. Đấy, nó vào khoảng một nửa lít các bạn. Nó cũng rất là sâu lòng luôn. Đây. Đấy. Các bác nhìn cái bàn tay em này, đấy nhìn cái bàn tay em là các bác ướm được là nó biết nhá. Đấy, biết cái kích thước của nó, cứ nhìn cái bàn tay này là nó sẽ ra nhá. Đây. Đấy các bác này, đấy, cứ theo cỡ bàn tay em này là nó sẽ ra. Lên cho em là bát úp mì nhá. Bên trong bằng inox 304, sáng bóng rất đẹp luôn. Có qua như này này. Đấy, rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Sáng bóng, đẹp, sạch sẽ. Lên cho em là bát úp mì. Giá sẽ là 50k cho một con bát úp mì như này nhá. Lên cho em là bát úp mì giá sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái khay. Các bác lên cho em là khay cà phê nhá. Lên cho em là khay cà phê. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá thì nói chung là nó cũng là một cái dạng là giá rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, đây, nó sẽ là hàng này thì nó sẽ là hàng của Anh Quốc các bác nhá. Hàng của Anh Quốc. Nó sẽ rất là nhiều các cái kiểu dáng rồi màu sắc rồi các cái họa tiết khác nhau các bác. Các họa tiết khác nhau. Thì kích thước của nó thì đây em sẽ đo thực tế cho bác xuống. Chiều dài của nó thì khoảng 25 và chiều rộng của nó thì khoảng 15 các bác nhá. Đấy,
một cái khay như này sâu thì khoảng là 2 đến 3 cm. Nói chung là con này thì sử dụng nó cũng khá là ok đấy các bạn, khá là ok để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình, có thể là dùng đồ ăn chín, đồ ăn sống hoặc là đựng hoa quả, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là xinh, vừa vặn xinh xắn. 25 15 nhỏ gọn, có lòng sâu một chút, các bác múc đồ xào, đồ nấu hoặc là làm nộm, làm nhức các thứ cũng đều được hết nhá. Giá rất hợp lý. Thì bên shop đang bán cho các bác cái giá nó sẽ là 25k trên một chiếc như này nhá. 25k trên một chiếc như này. Còn bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì sẽ là bằng 110k. Bên em ưu tiên cho các bác nào lấy số lượng thì bên em sẽ bán theo combo, thì cái giá nó sẽ mềm hơn một chút. Đấy, tại vì là giá nó như là giá sỉ cho nên là các bác phải lấy số lượng thì giá nó mới tốt được. Đó. 25k trên một chiếc. Và bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì giá của nó chỉ bằng 110.000 thôi. Đấy, mua nhiều thì giá nó sẽ tốt hơn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái quạt cổ các bác nhá. Đấy. Các bác lên kia. À xin lỗi các bác, là quạt trắng nhá. Qua lên kia là quạt trắng này. Đó. Quạt trắng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác là 120k cho một con quạt trắng như này. Con này thì nó cũng là thuộc dạng là quạt tích điện nhá. Đấy, quạt tích điện. Đó, quạt tích điện nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin và các bác cắm sạc nhá. Đấy, nên lên cho em là quạt trắng nhá. Quạt trắng, màu nó là màu trắng nên là quạt trắng nhá. Giá thì chỉ có 120.000 cho một chiếc như này thôi. Có kèm thêm dây sạc cho bác luôn, có kèm thêm dây sạc thôi. Về nhà bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình. Hàng siêu đẹp, siêu VIP cho bác luôn nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 5 đến 9V nhá, 4,5W các bác này. Đấy. Và nó sạc điện 5V. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có các số 1 này, 2 này, 3 này. Nó chạy cũng khá là mạnh thôi nhá. Chạy khá là mạnh và mát luôn. Con này thì ưu điểm của nó các bác có thể điều chỉnh nha. Đấy, các bác có thể điều chỉnh. Đây, để em sẽ quay và xem cái gió nó sẽ thổi lên tóc em nó sẽ như nào nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Đây nha, thực tế quạt luôn nhá, thực tế quạt thổi vào tóc em nhá các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có một số 1, số 2, số 3 này. Đây nhá. Quạt thổi vào tóc này các bác này. Đấy, đây, tóc bay này. Đấy nha, quạt thổi vào tóc các bác nha. Đó, các bác thấy chưa? Đó, quạt thổi vào tóc em nhá. Đấy, như này là các bác cảm nhận được cái gió của nó rồi. Nói chung nó cũng khá là mát thôi nhá, khá là mát. Nói chung là được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá hạt rẻ và hợp lý thôi. Chỉ có 120.000 cho một cái con quạt trắng như này thôi. Đấy. Các bác lên cho là quạt trắng 120k. Con này thì nó sẽ là cắm sạc ở cái phần đằng sau này, cắm sạc đằng sau này. Cái gió khá là to luôn, gió khá là mạnh như vậy. Gió khá là mạnh và mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó kêu. Đấy, nói chung là con này thì cũng ok thôi. Giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 120.000 cho một con quạt như này. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện dụng. Ưu điểm của con này là nó có thể ngoắt nghéo được này các bác này. Đấy, lật lên là xuống là các bác có thể để bàn làm việc hoặc là phòng lúc mất điện thì mình sử dụng, hoặc là mang đi du lịch cũng được, nó cũng nhỏ gọn thôi. Các bác có thể bỏ vào ba lô mang đi du lịch. Con này thì chiều cao của nó vào khoảng là trên 20 cm, chiều rộng khoảng 20 cm. Nói chung là cũng vừa nhỏ xinh để các bác sử dụng thường ngày, rất là ok. Và giá thì cũng rất hợp lý thôi. Lên cho em là quạt trắng nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con quạt trắng như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo đa năng các nhá. Đấy, các bác lên cho em là keo đa năng. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi và giá thì cũng rất là tốt cho bác luôn. Con keo đa năng này thì một hộp này của nó sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Dung tích của nó sẽ là 60g. Con này thì nó sẽ dán được tất cả mọi chất liệu. Phương, lấy cái điện thoại đi. Tất cả mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, lên cho em là keo đa năng. Đúng không? Lấy cho anh cái điện thoại đi. Keo đa năng nhá. Keo đa năng. Con này thì giá sẽ là 25k trên một hộp này nhá. 25k trên một tiếp như này. Và bên em bán thì nếu mà riêng cái dòng này là ưu tiên bác nào mà lấy từ 4 cái trở lên, 4 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Keo đa năng. Đấy, bên em sẽ bán cho các bác là 25.000 một típ và ưu tiên bác nào lấy từ 4 típ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhé. Đây, có video thực tế cho bác xem luôn. Có thể gắn kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nôm nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nôm nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, đứt gãy,
dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép, keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dán nước tình cảm với người yêu thì... Dán được hết các bác nhé, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn, nó sẽ thuộc dạng keo trắng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái lọ keo đa năng như này, giá của nó sẽ là 25.000 một lọ nhé, 25.000 lọ. Bác nào lấy từ 4 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhé. Đấy, xương khớp bọ cạp, giá thì bao nhiêu nhỉ, xương khớp bọ cạp nhé. Đấy, xương khớp bọ cạp giá thì chỉ có 40k thôi, 40k này các bác nhé, 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Con này thì dùng cực kỳ là tốt luôn đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhé. Bác nào bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng dùng con này cho em. Đấy, nó sẽ là dòng xương khớp bọ cạp như này, chiết xuất từ rắn hổ mang này, bọ cạp thằn lằn, rồi cóc, rồi rết các bác nhá. Đó, đều là các cái dược liệu quý và mạnh, chuyên trị đau xương khớp rất là tốt luôn. Nó sẽ là thuộc cái dạng kem trắng như này nhá. Kem trắng các bác bôi vào, độ nóng của nó rất là mạnh luôn, đánh tan các cái máu đông, rồi các cái dây thần kinh bị đau mỏi, đau nhức các bác nhá. Đấy, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, giá sẽ là 40k nhé, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhé, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 40k. Đấy, lên cho em đúng tên, xương khớp bọ cạp 40.000 cho một lọ như này. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Ok, cái siêu phẩm vật cầu lông bên shop lại tiếp tục về các bác nhé. Các bác lên cho em là vật cầu lông, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng này thì nó là hàng đánh phổ thông thôi, đánh chơi bời thôi các bác nhé. Vật cầu lông, lên cho em là vật cầu lông nhá. Đó, vật cầu lông giá thì chỉ có 150k thôi. Con này các bác mua để đánh thể thao ở nhà thôi, hoặc là cho trẻ em nó mang đi học, đi chơi thể dục thể thao ở nhà thôi là ok. Hàng thì nó là hàng của Nhật, nhưng mà nó là thuộc dạng phân khúc tầm trung, bình dân thôi. Dây của nó là sợi dây cước nhá, sợi cước. Đánh thì nó cũng tương đối là căng nhá, nó rất là căng luôn đấy các bạn, đánh rất là căng. Hàng nội địa của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý luôn, chỉ có 150.000 cho bộ vật cầu lông này thôi. Đấy, bình thường bây giờ các bác đi ra ngoài mà mua một cái bộ vật như này không dưới đôi 300.000 đâu. Đấy, nhưng bên shop bán thì giá rất là thanh lý cho bác, giá rất hạt rẻ luôn. Đó, chỉ có 150.000 cho bộ vật cầu lông như này. Đấy, và tương đối là lớn nhá, và tương đối là lớn đấy, vụt rất là đã luôn, nói chung là rất là khỏe. Bé anh em nó mang đi học đập phá thoải mái, nhưng mà vẫn cứ thấy sách đi lại sách về các bác nhá, không có hề hấn gì luôn. Đó, giá thì rất là tốt, lưới thì rất là căng các bác nhá. Hàng đựng trong một cái túi như này, hai chiếc các bác có thể cho để dùng để chơi bời ở nhà này, hoặc là đánh giao lưu, nói chung là ok thôi. Lên trên là vật cầu lông nhá, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cặp vật cầu lông như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Hàng thì siêu đẹp, đấy, nguyên cái túi đựng của nó cũng chất lượng rồi đấy, và giá thì rất hợp lý nhá, và tương đối là căng không nhá, tương đối là căng đấy. Chất liệu của nó thì bằng thép thôi, nhưng mà nó rất là cứng cáp các bạn đấy, lưới của nó đan cũng rất là căng, nói chung là con này dùng được đấy, các bác dùng linh tinh sử dụng thể thao trong gia đình là ok. Đấy, mua cái vật này về ông cháu đánh với nhau, hoặc là cho trẻ con nó chơi thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con nạo lưỡi nhá. Các bác lên trên là nạo lưỡi, con này thì giá chỉ có 20.000 cho một cái con nạo lưỡi này thôi, 20k nhá. Con này các bác dùng để vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng miệng thì rất là ok nhá. Đấy, các bác đầu tư con này ở trong nhà mình, đấy, trong phòng tắm nhà mình, để mình sáng đến mình đánh răng đánh lợi xong thì, hoặc ăn uống xong mình nạo lưỡi mình vệ sinh đi, cái lưỡi nó bám nhiều vi khuẩn, nó bám nhiều nó cũng rất là ảnh hưởng nhá. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì rất hạt rẻ nhá. Lên cho em là nạo lưỡi nhá, nạo lưỡi giá thì chỉ có 20k thôi. Các bác lên cho em là nạo lưỡi này. Đó, nạo lưỡi các bác nhá. Đó, nạo lưỡi giá sẽ là 20k cho một con nạo lưỡi như này nhá, 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con cân treo nhá. Các bác lên cho em là cân treo, giá của nó sẽ là 90.000 này. Lên cho em là cân treo nhá, cân treo. Giá của nó sẽ là 90k cho một em cân treo như này, 90.000 cho một em cân treo như này nhá. Con này thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì về nó sẽ có cái tấm chắn pin như này, các bác rút ra cho em nhé, rút cái tấm chắn pin này ra này. Đấy, nó có cái tấm ni lông để nó chắn pin, và đây là cái quả pin của nó này. Đấy, các bác lắp vào. Đấy, rút cái tấm chắn pin này ra là xong. Đây. Đấy, con pin này của nó thì nó sẽ là pin năng lượng mặt trời, nó sẽ tự sạc nhá, cho nên là các bác yên tâm. Đó, nó sẽ tự sạc. Cho nên là hết nó lại tự sạc nên các bác yên tâm. Đó, giá thì rất là tốt cho bác luôn. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem cái con siêu phẩm nuôi cơm này của nhà em nó được bao nhiêu cân nhá. Đấy. Đây. Đấy. Con nồi cơm này của nó là đây. Để em chuyển về chế độ kg này cho nó. Đây. Đấy. Đây các bác, nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá. Các bác cân chế độ nào thì cân nhá. Đấy. Cái này thì các bác chuyển cho em về chế độ 2LB này. Đấy, con này nó sẽ cập nhật nhiệt độ luôn, 30 độ C này. Đấy, độ ép này. Đấy, kg này. Đấy.
Đấy, 2LB này. Đấy. Đấy, kg. Rồi để em thử qua cân cân thử xem nhá. Đấy, các bác để cho em về đúng cái chế độ là đúng cái chế độ kg và 2 số 0 như này. Đấy, cái nồi cơm này của nó sẽ là 2 cân 8 nhá, 2 cân 84 kg. Đấy. 2 cân 8 các nhá. Đó, đây. Quạc lại cho các xem này. Đó, đây. Đấy, 280 kg các bác này. Đấy. 280 kg. Tức là con này của nó sẽ là 2 cân 8 các nhá, 2 cân 8 cho cái nồi cơm như này. 2 cân 8 cho cái nồi cơm như này rất là vừa bạn xinh xắn luôn các bác nhá. Đó. Thì con này các bác cân cái gì cũng được. Ví dụ như các bác mang đi du lịch này. Đây, để em chân cân cái chai dầu gội đầu này xem nhá. Đó, xem nó sẽ là bao nhiêu nhá. Đó, đây. Các bác bấm cho nó về 0 rồi sau đó thì mình bắt đầu cân này. Đấy. Bấm về 0 này. Đấy, sẽ bắt đầu cân nhá. Đấy. Cái chai dầu gội đầu này là đúng là 0,50 kg luôn, 0,50 kg. Đó các bác nhá. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 480 ml. Đấy. Con này thì cân cực kỳ là chính xác luôn, nhớ số luôn nhá. Và nó sẽ có cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn các bác này. Đây. Đấy, có cả nhiệt độ này. Ôi, hôm nay thì rất là nóng này. Trong nhà em đang là 30 độ C các bác nhá. Đó. Cập nhật cả nhiệt độ luôn nhá, độ C, độ F này. Đấy, và các bác cân thì để cho em về chế độ là để cho em về chế độ là 00 như này nhá, 00 và kg như này là ok là mình cân thôi. Đấy. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là cân treo nhá. Đấy, không dùng nữa thì các bác tắt cái phím nguồn này đi này. Nó có phím nguồn hình tròn đấy. Các bác tắt đi cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Giá với chốt đang gửi tới các bác một con cân treo như này. Giá của nó sẽ là 90.000 con cân treo này nhá. Đấy, lên cho em là cân treo. Giá của nó sẽ là 90k. Giá thì cực kỳ hợp lý để trân trọng gửi tới các bác luôn. Lên mã treo là cân treo. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ nấm nhá. Đấy, có lên cho em là đèn nấm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho con một con đèn nấm như này. Đấy, lên cho em là đèn nấm này. Đấy, đèn nấm. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k cho một con đèn nấm như này nhá. Con này rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào điện 220 bình thường. Ban ngày thì nó sẽ sáng và ban đêm thì nó sẽ tắt các nhá. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng. Xin lỗi các bác. Đấy đây. Các bác nhá. Đấy, các bác cắm điện lên này cho em này. Đấy, đây. Đấy, ở đây nó sẽ có con mắt cảm biến rất là nhạy luôn này. Đấy, em chỉ cần che cái mắt này đi là nó sẽ sáng này con này. Đấy, rất đẹp nhá, hình cây nấm rất là đẹp luôn. Em còn che cái mắt này đi là nó sẽ sáng này. Đấy. Và bỏ ra thì nó sẽ tắt nhá, tức là cái mắt này em đang che tối đi này. Đây em bịt cái mắt này lại này, bịt cái mắt này lại thì nó sẽ sáng này. Đó, bịt cái mắt này lại nó sẽ sáng. Đơn giản vậy thôi, nói chung là ban ngày thì nó sẽ tắt. Đây và ban đêm thì nó sẽ sáng. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, về các bác cắm ở đầu giường này hoặc là cắm ở các cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Thế là buổi tối là nó tự lên. Mình có tắt điện đi là nó sẽ tự lên. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho em là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đuôi điều khiển nhá. Các bác lên cho em là đuôi điều khiển, bên em có cả đuôi cảm biến nữa. Đấy, cho nên là các bác cái này đuôi này có điều khiển nhá, cho nên là đuôi có điều khiển nhá. Đấy, lên cho em là đuôi có điều khiển. Đấy. Lên cho em là đuôi có điều khiển nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho cái đuôi có điều khiển như này. Các bác lên cho em là đuôi có điều khiển nhá. Đấy, tại vì nó có hai dòng. Đấy, con này thì nó sẽ là như sau. Một đuôi và một điều khiển như này. Con này thì nó sẽ sử dụng là hai quả pin con thỏ nhỏ. Thì về nhà các bác tự mua pin nhá. Bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin thôi. Còn bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy, lưu ý các bác thế luôn. Có những lúc các bác lại bảo là sao không có pin thì nó mất công. Đấy. Đấy. Đây, các bác chỉ cần là sập xuống nhà này, lắp pin vào cho em này. Đó, lắp pin vào, sập đẩy vào. Và cái pin này thì nó sẽ có cả cái giá đỡ cho các bác luôn. Có cả cái giá đỡ đây để các bác sập xuống như này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó. Và bây giờ em sẽ bắt đầu đấu nối luôn nhá. Bây giờ thì đây là em sẽ có một cái đuôi đèn như này, các bác về các bác lại xoáy tiếp vào cái đuôi này. Đấy, xoáy cái đuôi này vào. Đấy, sau đó thì các bác cắm vào điện này. Cắm vào điện này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy quả bóng điện mình cần điều khiển vào. Đấy, xoáy bóng điện này. Bóng điện xoáy vào đây. Đó. Thế là các bác sử dụng thôi. Sử dụng nó rất là đơn giản thôi nhá. Đây. Đấy, ví dụ như đây là em bật lên này, đấy nhá. Bật lên này. Đấy, tắt đi này các bác nhá. Bật lên này. Tắt đi này. Đấy. Tắt đi này. Tức là nó sẽ cùng một hệ công tác hết, bật lên tắt đi đều cùng một cái công tác này nhá. Và nó sẽ có chế độ là 15 phút này. Đấy, 15 phút thì tắt này. Đấy. 30 phút thì tắt này. 60 phút thì tắt này. Nó rất là tiện luôn. Ví dụ như các bác để cái bóng đèn này ngoài cổng này, ví dụ như các bác chỉ cần để là 60 phút nó sẽ tắt là nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây ví dụ như là bật này. Bật này, đấy, tắt này. Bật này. Tắt này. Và để chế độ 15 phút này. Bật lên này, để chế độ 30 phút này. Đó, để chế độ 60 phút này. Đấy là nó sẽ tự nhảy nhá, hệ thống nó sẽ tự nhảy hết nhá. Đó, tắt đi này. Bật lên này, rất là tiện luôn.
Đấy, thì ví dụ các bác để ngoài cổng, ngoài sân hoặc cái khu vực nào mình chỉ cần là hẹn giờ 60 phút là sẽ tắt, là 60 phút nó sẽ tắt nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hạt rẻ luôn. Một cái con đuôi điều khiển như này. Đấy, các bác lên cho em là đuôi có điều khiển nhá. 50 chứ. 50. 50.000. Đuôi có điều khiển nhá, lên cho em là đuôi có điều khiển. Giá thì sẽ là 80k. Đó. 80k cho cái đuôi có điều khiển như này. Đó. Lên cho em là đuôi có điều khiển, giá của nó sẽ là 80.000 thôi nhá. Giá thì nó cũng rất là tốt cho bác rồi. Đấy, giá này thì bên em bán cái giá này nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Giá siêu tốt để cho các bác giao lưu nhá. Đấy. Đuôi có điều khiển, giá của nó sẽ là 80k cho cái đuôi có điều khiển như này thôi nhá, không kèm pin nhá. Đấy. Không có pin này. Không có pin. Nói thẳng các bác thế luôn, lúc nó mất công, không có pin nhá. Đó. 80.000, đuôi có điều khiển không có pin. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất là mới, đó là cái cân 5 nhé. Các bác lên cho em là cân 5. Đấy, bên shop thì có cả cân 10. Đấy, và con này thì cân 5, tức là con này nó chỉ cân được 5kg thôi. Đấy, và có kèm cho các bác cái này thì các bác lên mã giúp cho em là cân 5 nhé, cân 5. Đấy, ở đây thì nó cũng sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ nhé. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ các bác này. Đấy. Cái này thì có tặng kèm pin, nhưng có những quả pin nó để lâu nó đã bị hỏng rồi thì về các bác mua pin mới thôi. Pin tặng kèm thì nó cũng không lấy đâu ra được các bác nhá. Đấy, cũng nói thẳng các bác thế luôn cho lúc các bác nhận hàng nó khỏi ý kiến. Không lại bảo là bán cho tao đôi pin để không nó mất công nhá. Đấy đây. Các bác để cho em về chế độ RAM như bình thường nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có phím nguồn này. Đấy. Và sau đó thì các bác để cho em về chế độ RAM như này. Sau đó thì các bác bắt đầu cân thôi. Đây, ví dụ em thử đặt thử cái này lên em cân nhá. Đó, đây, con này của nó sẽ là 470g nhé. Đây, thì em chuyển cho nó về cái chế độ gam đi. Đây, đấy, ok chưa? Về 0 nhá. Đây, số 0 có này. Đấy, số 0 nhá. Bây giờ em sẽ đặt cái này lên này. Con này của nó sẽ bây giờ là 213g này. Các bác muốn trừ bì nhá thì các bác nhấn vào đây cho em. Đó, là nó sẽ về 0 này. Bây giờ em lại đặt thêm một cái bút thông mạch này lên này. Thì con bút thông mạch này là 37g nhá. Đấy, nó sẽ nhớ số luôn. Đấy, em sẽ đặt thêm một cái cân này lên này. Một cái cân này nữa lên này. Đấy, thì cái cân này của nó sẽ là 213g nhé, 213g. Nói chung là tất cả là đều có chức năng trừ bì hết nhé. Đấy, sau đó thì các bác lại nhấp nút nguồn này, nó sẽ về 0 nhé. Về 0 này. Đấy, đây, nó sẽ lại về 0 này các bác nhé. Sẽ lại về 0 này. Bây giờ em lại đặt lên này. Đặt lên này, 213g này. Đó, ok chưa? Sau đó thì nhấn nút nguồn này, nó sẽ về 0 này. Và lại đặt tiếp một cái lên này. Đấy, vẫn là 213g nhé, ok chưa? Đó, nói chung là có chức năng trừ bì luôn. Thì nó sẽ có là cân 5, cân 10 tùy theo các bác muốn lấy nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là cân 10 nhá. Đó, lên cho em là cân 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là cân 5 nhá. Đấy, cân 5. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con cân 5 như này. Đó, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con cân 5 như này nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Nói chung là giá này thì bán giao lưu cho các bác thôi, chứ còn cũng không lãi gì cái này đâu các bác nhá, không lãi nhiều đâu. Đấy, gọi là bán giao lưu cho bác thôi. 100k cho một con cân 5 như này nhá. Cân rất là ngon luôn các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bút thông mạch nhé. Các bác lên cho em là bút thông mạch. Cái này thì các bác lên cho em là cân 5 nhé. Cân 5 này. Đó, cân 5. Đấy, giá của nó sẽ là 100k cho một em cân 5 như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Bút thông mạch thôi nhé. Bút thông mạch con này thì sẽ là 80.000. Lên cho em là bút thông mạch này. Bút thông mạch. Đó, giá của nó sẽ là 80k cho một chiếc nhé. 80.000 cho một con bút thông mạch như này. Con này thì rất là tiện, các bác dùng để sửa chữa điện đóm rồi các cái đồ lặt vặt linh tinh trong gia đình nhà mình, nó rất là ok luôn. Hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng luôn các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy các bác nhá. Đấy. Con này thì sẽ có tính năng đo thông mạch này. Rồi khi các bác thử thì dây dương của nó sẽ là màu đỏ này. Đấy. Dương của nó sẽ là màu đỏ này. Đấy. Dương nó sẽ lên màu đỏ như này nhá. Âm thì chỉ có màu xanh thôi. Dương là sẽ thêm màu đỏ nữa các bác này. Đấy. Màu đỏ rất là sáng luôn nhá, đây các bác này. Đấy, màu đỏ sáng trưng luôn. Còn âm thì nó chỉ màu xanh lè như này thôi. Đấy, và nó sẽ có chức năng là đo thông mạch cho các bác luôn nhá. Đấy, đo thông mạch luôn. Đây, ví dụ các bác muốn thử cái dây đứt hay không thì các bác nấu từ đầu đến cuối như này. Đấy, dây còn thì là đèn sáng, mà dây đứt thì đèn không sáng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Bút thông mạch, giá sẽ là 80k cho một con bút thông mạch như này không nhá. 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa. Đấy, con này thì rất tiện dụng luôn. Các bác chỉ cần khóa vào cái ổ xe máy nhà mình thôi để phòng chống mất xe nhé. Khóa vào cái ổ phanh đĩa nhà mình thôi. Đấy, các bác chỉ cần là lắp và sập phát này là xong. Đó, rất đơn giản, nó chỉ nhỏ gọn bằng hai bàn tay thôi. Giá thì chỉ có 70.000 thôi các bạn, mà các bác chống mất trộm được cái xe 70 triệu
thì tội gì các bác không mua, đúng không? Đấy, chống mất trộm được cái xe 70 triệu đấy, thì tội gì các bác không mua. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa nhá. Các bác chỉ cần sập vào cái phanh đĩa là xong. Đây, em sẽ thao tác thực tế cho các bác xem luôn. Và trước khi thao tác thì em lên giá luôn. Khóa phanh đĩa nhá, lên cho em là khóa này, phanh đĩa này, đó. Khóa phanh đĩa, giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho mấy em khóa phanh đĩa như này nhá. Lên cho em là khóa phanh đĩa, giá của nó sẽ là 70.000. Hàng thì cực kỳ là chất lượng luôn. Và đây em sẽ thử thực tế cho các bác xem cái phanh đĩa nhà em nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá, đây là cái phanh của cái xe máy này. Đấy, nó sẽ có một cái đĩa như này. Đấy. Đây các bác này, nó sẽ có một cái đĩa như này. Đấy. Có cái đĩa như này thì các bác chỉ cần lắp vào đây sau đó thì mình ấn sập nó vào cái lẫy này là xong. Đó. Đấy. Đấy như này em sập vào như này là xong rồi này. Đấy. Bây giờ mà trộm trước mà nó có đòi lấy dắt xe đi là cũng chịu thôi nhá. Dắt xe đi là cũng chịu luôn. Đấy. Đấy, chịu được. Khóa phanh đĩa như này là đứt luôn. Rất nhỏ gọn tiện dụng. Các bác bỏ vào trong bao lô, bỏ túi sách, bỏ cốp xe. Đấy, lúc nào đi xe xuống xe thì các bác cho vào. Đấy, lại tháo ra bình thường nhá, tháo ra bình thường. Đấy, rút chìa ra được nhá. Rút chìa ra lúc sập thì mình chỉ cần cầm tay sập này là xong rồi. Nó rất là gọn. Rồi ok, nên theo là khóa phanh đĩa nhá. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là đi mũi nhá, máy tỉa lông mũi. Con này bao nhiêu đấy? Đúng rồi, nó có luôn ạ. Giá của nó sẽ là 90k cho con máy tỉa lông mũi này nhá. Đấy. Thì em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho bác, giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho con máy tỉa lông mũi này thôi nhá. Đấy, lên trên là máy tỉa lông mũi, giá 70k, còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác, giá siêu tốt luôn. Con này nó chạy bằng máy và nó sẽ có pin sạc nhá, có dây sạc tặng kèm. Đây, nó sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc như này. Đấy, và nó sẽ chạy bằng máy, giá thì chỉ có 70.000 thôi. Giá thanh lý cho bác giá tốt luôn. Đấy, chạy bằng máy nhá. Đây. Đấy, nó sẽ bằng máy như này các bác này. Đấy. Bằng máy, lưỡi của nó là lưỡi trong nên các bác dùng rất là yên tâm luôn, không lo bị đứt nhá. Đấy, không lo bị đứt, không lo bị chảy ra nhá. Nó là lưỡi bên trong, các bác cứ thế đưa vào là cắt thôi. Nó rất là khỏe luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con máy tỉa lông mũi nhỏ gọn như này. Giá thanh lý cho bác chỉ có 70k thôi. Lên cho em là máy tỉa lông mũi nhá. Đấy, máy tỉa lông mũi giá của nó sẽ là 70k. Lên cho em là máy tỉa lông mũi giá của nó sẽ là 70k nhá. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái dòng sản phẩm đó là cái Automat thôi nhá. Automat, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có một số mã như sau. Đấy, đầu tiên nó sẽ là át cóc này. Con này thì nó sẽ là dòng át nhỏ. Lấy cho cái ghế Phương. Át cóc nó sẽ là dòng át nhỏ nhá. Con này của nó thì các bác dùng cho thiết bị này. Vừa nãy ở đây mà. Dùng cho thiết bị này, nóng lạnh điều hòa này. Đấy, chuyên dùng cho các loại như là thiết bị này, nóng lạnh điều hòa. Con này thì hàng của Mitsubishi, công suất của nó sẽ là 30A. À, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Đấy. Con này thì các bác dùng cho em là thứ nhất là bình nóng lạnh này. Bình nóng lạnh là rất là an toàn luôn. Các loại máy bơm. Và thứ ba là sử dụng trong các cái phòng nhỏ cũng rất là ok. Hàng của thương hiệu Mitsubishi của Nhật nhá. Đấy, 30A. Dòng dò là 15mA. Hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật. Đây, Mitsubishi này. 30A, dòng dò 15mA nhá. Con này dùng cực kỳ là ok luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Đó. Lên cho em là át cóc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con át cóc như này. Giá của nó chỉ có là đi 80k thôi. Đấy, các bác lên cho em là át cóc nhá. Át cóc giá của nó sẽ là 80k cho một con át cóc như này. Đấy, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con át cóc như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh điều hòa, rồi phòng, rồi nói chung là các khu vực đều ok hết nhá. Đó, đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. Mitsubishi. Hàng rất là đẹp luôn. Độ mới của nó thì còn khoảng 90% nhá. Rất là mới luôn này các bạn. Đấy. Đây, made in Japan các bác nhá. Còn rất là mới luôn. Đấy. Made in Japan. Nói chung là hàng đẹp, hàng mới cho các bác, giá thì cực tốt luôn. Giá rất tốt bác luôn, đều là hàng của Mitsubishi hết nhá. Đấy, Mitsubishi hết, 30A, dòng dò 15mA. Dùng tổng gia đình là cực kỳ là ok luôn. À, dùng cho thiết bị và các phòng nhỏ là ok. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng AT 50A nhá, 50A. Đó, có dòng 40A và dòng 50A. Những con này thì các bác dùng tổng gia đình thì cũng rất là ok. Đấy. Hàng thì có lại hàng của Mitsu, hàng của Nito và hàng của đây, hàng Mitsu này, hàng Nito, rồi hàng của Mitsushita. Đấy, của Fuji, nói chung là nhiều hàng lắm. Con 50A này thì nó rất là nhiều hãng nhá. Đấy. Tổng của nó sẽ là 50A, dòng dò của nó sẽ là
Tổng của nó sẽ là 50A và dòng dò của nó sẽ là 30mA nhé. Đấy, 50A dòng dò 30mA, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Độ mới của nó thì nó còn khoảng là đi 8-90% nhé. Đấy, độ mới còn khoảng 8-90%. Đấy, thì bên em sẽ chia ra làm hai dòng. Con 50A này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con 50A này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá. Con 50A này thì giá của nó sẽ là 190k. Đó, 190k cho con 50A như này. Đấy, con 50A này sẽ là 190k. Còn bên shop có cả con 40A. Con 40A thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đây, cũng hàng made in Japan hết các bác này. Đấy. Con 40A này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k nhá. 180k cho con dòng 40A như này. Đấy, con 40A thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Đấy, con 40A là 180.000, con 50A là 190.000. Át bãi hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng và giá thì cũng cực kỳ là tốt luôn. Đó, át bãi Nhật nhá, át bãi Nhật. Đấy, rất là ngon luôn. Những con này các bác dùng tổng gia đình thì cực kỳ là ok luôn nhá. Dùng tổng gia đình thì rất là ok luôn. 190.000 cho con 50A như này nhá. Đấy, át rất là ngon quá này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Có 50A, có 40A, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Có 50A, có 40A. Đấy, hàng của Mitsubishi, hàng của Fuji và hàng rất nhiều hãng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Hàng này thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là đi con đảo chiều này thì công suất của nó sẽ là đi 63A nhá. 63A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120k cho con át đảo chiều này thôi. 120.000 cho con át đảo chiều như này nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A này. Các bác dùng tổng gia đình thì cực kỳ là ok luôn. Đó, 63A. Đấy, cực đại của nó lên tới 400V nhá. 400V nên các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, thì nhà bác nào có hai công tơ này. Một là có hai công tơ, hai là các bác có máy phát thì các bác cũng dùng con này chứ. Nó rất là ok luôn nhá. Đấy, có hai công tơ hoặc có máy phát thì dùng con này cũng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Nên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Đấy, át đảo chiều này. Đó, át đảo chiều 63A. Giá 63A nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k cho cái mã át đảo chiều 63A như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất là mới và hit hot. Đó là thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng thì bên shop về cho các bác cái lô này nó sẽ là thắt lưng dù hàng của thương hiệu dép nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. 80k cho con thắt lưng dù như này. Đấy. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80k cho một em nhá. 80.000 cho một em thắt lưng dù như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời không mặt trời các bác nhá. Đó. Các bác chỉ cần là đây, các bác chỉ cần là mở cái này ra, sập xuống như này là xong. Đấy, sập xuống này là xong. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Mà khi đã sập vào rồi thì kéo ra là rất là khó luôn. Đấy. Trừ trường hợp các bác mở ra như này thì mới kéo ra bình thường, rất ngon lành. Còn khi đã sập vào rồi nó rất là chắc, gần như là chắc tuyệt đối luôn các bác nhá. Chắc tuyệt đối luôn, kéo lên gân tay nó cũng không ra đâu. Cho nên nó rất là chắc thì dùng nó rất là thích, không lo bị mình ngồi mà nó bị tụt hoặc là bị nó nới ra nhá. Đấy. Hàng thương hiệu dép này. Cái đầu này của nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép nhám nhá. Đấy, thép nhám như này các bác này. Đấy, nó là dạng là thép lì, cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 80k thôi. Nó bằng dây dù như này, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng 100, 200 năm, 300 năm để cho con cháu vẫn còn nguyên nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng dù, giá 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mũ này, mũ của lính Mỹ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác mua combo cho em thì bên em sẽ bao ship nhá. Mũ này của nó cũng là 80.000. Đây. Đấy, USA nhá. USA này các bác này. Đấy, mũ của lính Mỹ rất là đẹp luôn. Đây. Earpod này, nó EarPods này các bác này. Đấy. Lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó cũng là 80k. Đấy, mũ dàn di này. Mũ dàn di. Mũ dàn di giá của nó cũng là 80k cho con mũ dàn di như này. 80.000 cho con mũ dàn di như này nhá. Đó, 80k. Nếu mà các bác lấy combo nhá, lấy combo cả mũ cả 80k. Đấy, lấy combo cả mũ cả thắt lưng thì bên em sẽ bao ship. Đấy, tức là lấy combo một mũ một thắt lưng như này thì bên em cũng bao ship này. Hoặc lấy hai thắt lưng hoặc lấy hai mũ, nói chung là cứ hai món là bên em bao ship cho cái thể loại này. Ví dụ lấy hai cái mũ này bên em cũng bao ship này, hoặc là lấy hai cái thắt lưng này bên em cũng bao ship này. Đó, nó sẽ có cái dạng combo kiểu như vậy để các bác nắm được nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Các bác lên cho em là áo mưa choàng. Thì
Dòng này của nó sẽ là dòng cỡ to, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bạn này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140k cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này thì nó sẽ là áo mưa choàng dạng kính nhá, dạng kính cho nên là các bác đi xe máy hoặc là sử dụng điện thoại cũng thoải mái luôn, không lo bị không nhìn thấy hoặc là nó sẽ bị ấy này. Bên em có về thì nó sẽ có hai màu, màu tím và màu hồng nhá. Màu tím và màu hồng. Đó, có hai màu cho các bác, màu tím và màu hồng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, có màu tím, có màu hồng, hàng nội địa Nhật. Ở đây thì nó rất là đa di năng nhá, nó sẽ có cả cái tấm để các bác chắn nước mưa luôn. Có tấm chắn nước mưa như này nhá. Đấy, đây có cái tấm chắn nước mưa như này để các bác sử dụng nhá. Đấy, có tấm kính chắn nước mưa. Đấy, có cả hai tấm luôn, một tấm chắn ngang và tấm chắn mặt đằng trước này. Đấy, tấm chính chắn nước mưa. Và áo mưa của nó thì nó sẽ là một mặt là màu trong nhá, một mặt màu trong và một mặt nó sẽ là một cái màu mà vải áo mưa như này. Đấy, để nó sử dụng cái mặt trong đằng trước này để các bác sử dụng để mình gọi là để mình có thể quan sát được đằng trước hoặc sử dụng điện thoại hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây, em sẽ mặc luôn cho các bác xem cho nó sinh động và trực quan nhá. Đó, đây. Có luôn cho các bác xem luôn cho nó VIP. Đấy, đây em sẽ mặc cho các bác xem. Chào các bác nhá. Nay em lại lên hình tí cho nó vui nhộn. Đấy, con này thì rất là to nhé. Nói chung là con này là phải là cỡ hai người đi xe máy vẫn vừa nhé. Hai người đi xe máy vẫn vừa. Giá chỉ 140.000 con 50. Hàng to khủng bố luôn luôn nhé. Đấy, đây. To khủng bố luôn các bạn thấy không? Đấy. Hàng này rất là to luôn. Hai người đi xe máy cũng ok luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Đây. Đấy, nó sẽ có hai cái để em đổ nước này lên. Đấy, to lắm các bạn. Đây. Đây, cái mũ của nó đây các bạn. Cái mũ này của nó thì các bác có thể lắp thêm cả cái kính vào đây nhá. Đấy, nó có cái phần cái kính sẵn đấy để về các bác lắp vào. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái này để các bác hút vào cái kính ô tô này, hai cái kính xe máy này. Đấy, đây cũng được kính như này thì nó sẽ rộng ra như này. Đấy thì các bác cho trẻ con để tiếp ngồi trước này ok, hoặc các bác có thể để như này vẫn sử dụng được điện thoại bình thường nhá. Đấy, ngồi trên xe vẫn sử dụng điện thoại bình thường, kính vẫn nhìn được. À, vẫn soi sáng được nhá. Đấy, giá thì đây các bạn này. Đấy. Đây nhá. Đó. Rất là rộng luôn. Đấy. Đấy em mặc vào cho các bác xem nhá, các bác thấy không? Rất là rộng luôn. Con này thì mình đi dưới mưa là cực kỳ ok. Giá thì rất hợp lý rồi các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Có cái lỗ này để các bác xỏ vào kính vào đây, xỏ kính vào đây vẫn nhìn kính bình thường. Đấy, nó đúng như này luôn các bác này. Đấy, trẻ con thì biết ngồi đằng trước vẫn ok nhá. Hoặc có người ngồi đằng sau nhưng đằng sau nó cũng rất là rộng luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 140.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái loại áo mưa rất là dai thôi. Đây. Đấy, một cái loại áo mưa nó rất là dai này các bạn. Đấy. Dai nhưng mà nó là dai mềm nhá, nó dai mềm. Cho nên là nó sẽ không bị rách như cái dạng áo mưa của Việt Nam mình đâu. Đấy. Nó là dạng dai mềm như này các bạn này. Đấy, kéo nó sẽ dai ra như này. Đấy, nó như dạng như là áo mưa vải ấy. Đấy, nó sẽ có một cái độ dai mềm nhất định thôi nhá. Đấy. Thì nói chung là con này thì ok rồi. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ có một cái tấm kính trong suốt như này và đây nó sẽ có cho các bác cả cái chắn mặt như này nữa. Đấy, cả cái chắn mặt thế này nữa nhá. Đó, đúng như trên video này luôn. Đấy thì là nó sẽ có tấm chính cắn kính chắn như này. Cả chắn mặt nữa về các bác lắp vào là xong nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Có cả tấm kính chắn mặt như trên video này nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào là xong thôi. Lắp đặt thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Thì khi các bác đi mưa nó rất là an toàn. Nói chung là hàng rất là ngon, xịn sò. Giá thì lên cho em là áo mưa choàng, giá chỉ có 140.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Các bác lên cho em là 6 hũ gia vị. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi. Lên cho em là 6 hũ gia vị nhá. Đấy. 6 hũ gia vị này, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 140k cho một cái bộ 6 hũ gia vị như này. 140.000 nhá, giá siêu rẻ luôn. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng thì bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ như này nhá. Đấy, 6 hũ gia vị như này. Về nhà các bác đặt vào đây cho em là xong. Cái này nó sẽ có một cái bàn xoay như này nhé. Có một cái bàn xoay như này. Đấy, có một cái bàn xoay này rất tiện dụng luôn. Để các bác sử dụng nhé. Hàng này của nó thì nó sẽ là bằng thủy tinh nhé. Đấy, bằng thủy tinh. Cho nên là nó rất là sạch sẽ. Chứ không như những cái hàng khác bằng nhựa. Nhiều khi nó không an toàn. Đấy, bằng thủy tinh. Cho nên nó rất là an toàn tuyệt đối cho sức khỏe luôn các bạn. Thủy tinh thì nó vẫn là một trong những cái chất liệu truyền thống mà rất là thân thiện với sức khỏe rồi. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Xoay rất là tít luôn con này. Đấy. Xoay rất là tít luôn. Đó, rất là ngon. Thì
Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba loại lỗ, một loại là nhỏ này. Đấy, một loại là nhỏ này, một loại là trung này. Đấy, một loại nhỏ, một loại trung như này và một loại to hẳn. Tùy theo các bác muốn sử dụng lỗ nào thì sử dụng nhá. Một lọ này của nó thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này các bác này, trong lòng bàn tay như này. Đó, các bác quan sát cứ theo cái bàn tay của em là các bác biết rồi. Đó, thì cứ ướm theo cái bàn tay này là nó sẽ ra. Đấy. Nhưng mà bộ này của nó có tới 6 hũ luôn. Các bác có thể đựng muối mắm mì chính, hạt nêm rồi hạt tiêu, hạt điều rồi nói chung là các loại hạt luôn. Đó, các bác muốn đựng hạt gì thì đựng. Một bộ này của nó sẽ là hũ 6 gia vị nhá. Đấy, 6 hũ gia vị giá sẽ 140.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này. Đó, 140.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái cọ vịt nhá. Đấy. Các bác lên xem là cọ vịt giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cọ vịt như này, giá của nó cũng là 60.000 cho một cái bộ cọ vịt như này nhá. Đấy, bộ này của nó thì rất là ngon luôn. Đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy. Các cái chi tiết này rất là đơn giản thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một chổi này. Đấy. Một chổi này, hai cái chân để các bác lắp ở dưới đít này. Đấy. Hai cái chân để các bác lắp dưới đít này. Đấy, và có hai miếng dán nhá, có hai miếng dán. À, có cái miếng dán để các bác về các bác dán là nó sẽ sập vào là xong. Đấy. Đặt vào như này là xong này. Có miếng dán vào đây, các bác dán nó sập vào đây. Về nhà thì bình thường mình để mở ra thì nó sẽ như này, để sập vào thì nó lại sập vào như này. Đấy. Đây, đấy, sập nó sập như này các bác. Con này của nó thì ưu điểm của nó rất là tiện dụng nhá. Đây, thứ nhất là các bác cái này nó có cái phần đầu mũi này để các bác xuyên vào những khe kẽ này, cái phần chổi này các bác kỳ cọ này. Và ưu điểm của con này nó sẽ có thể là uốn cong được như này, uốn cong được như này để các bác luồn lách vào cái gầm của cái bệt ý, để mình đánh cho nó sạch nhá. Uốn cong này luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đây, nó có thể uốn cong như này thì rất là ngon lành nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt này. Đó, cọ vịt. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con cọ vịt như này. 60.000 các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Rất là ngon luôn các bác, chỉ cần gắn lên tường thôi. Đấy, nó sẽ sập xuống như này các bác. Đấy, nó sẽ sập xuống như này. Đấy, khi mình bỏ ra này là khi mình thả vào nó sẽ sập xuống như này. Đó. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ chổi cọ vịt như này. Giá rất là tốt để cho các bác sử dụng luôn. Giá rất là ưu đãi các bác nhá. Giá rất tốt luôn. Lên cho em là cọ vịt giá 60.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần là cho cái miếng dán vào đặt lên tường là xong nhá. Đặt lên tường cho em là xong. Đấy. Khi các bác kỳ cọ các kiểu con này điều này, rất là đơn giản luôn. Đấy. Kỳ cọ đánh dừa này. Đấy, sau đó thì mình lại đặt lên tường. Nó rất là ngon luôn. Có miếng dán nhá. Đấy. Đây, đầu nó có thể uốn cong này. Đấy, cái đầu nhỏ này các bác đưa vào khe kẽ này. Nói chung là con này thì rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì cực kỳ giá rất là tốt, chỉ có 60.000 cho con cọ vịt này thôi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là iPhone 14 Pro Max này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh nhá. Con này thì chuyên dùng để sạc nhanh rất là ok luôn cho điện thoại iPhone. Đó, sạc nhanh cho iPhone nhá. Lên cho em là sạc nhanh iPhone. Giá thì đang bán là 150.000, giảm một nửa luôn, chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, chỉ còn có 80.000 cho một con sạc nhanh iPhone như này. Giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đi đây, iPhone 14 Pro Max này. Nó sẽ có cho các bác là một đầu sạc và một cáp dây như này. Một dây và một cáp sạc như này các nhá. Đấy, một củ và một cáp như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone các nhá. Con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đây. iPhone quả táo đây các bác này. Đó, chuyên dùng cho điện thoại iPhone California các nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Một con sạc nhanh iPhone chất lượng như này. Đấy, nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng rồi coi nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ sạc như này, giá chỉ có 80.000 thôi để cho sạc nhanh cho điện thoại iPhone rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cái con sạc nhanh iPhone như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ông già này là cái gì? Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị long ben hắc lào và ngứa tay chân nhá. Đấy, nấm ngứa tay chân. Có lên cho là long ben hắc lào này, long ben này, hắc lào này, đó. Hắc lào ngứa tay chân nhá. Ngứa tay chân các bác bơi hết vào đây. Đó. Ngứa tay chân các bác bơi hết vào đây. Đấy, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, rất là tốt luôn. 30.000 ạ. Giá chỉ có 30 cành thôi nhá. 30 cành cho một cái lọ thuốc long ben hắc lào ngứa tay chân này nhá. Đấy, giá chỉ có 30.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật toàn chữ Nhật hết các bác này. Đấy.
Long Biên, Hắc Lào, nấm ngứa tay chân nhá. Là các bác bơi hết vào đây cho em, khỏi hết luôn. Đấy, đặc trị khỏi tan ngàn luôn. Nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá, thuộc cái dạng kem trắng. Các bác nào chuyên bị Long Biên, Hắc Lào này rồi nấm ngứa tay chân rồi các loại vẩy nến action coi nhá. Đấy, bôi cái này cho em là khỏi hết luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng gia truyền và đặc trị luôn đây. Đấy, có hình nhà thuốc đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 30k thôi. Long Biên, Hắc Lào, nấm ngứa tay chân nhá. Đấy, vẩy nến action bôi khỏi hết luôn. Đấy, giá chỉ có 30k. Đây nãy cho em là Long Biên, Hắc Lào nhá, 30k. Đó, rồi ok. Các bác cái lô mix Nhật bãi, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác nhá. Đó. Bao gồm cho bác là cả mic cả dây như này nhá, cả mic cả dây. Dây thì nó dài khoảng từ 4 đến 5 mét, dây cũng đều là dây Nhật hết, hàng cực kỳ mềm và dai luôn. Đó, đây. Dây cũng đều là dây Nhật hết các bác này. Đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan nhá. Đấy, dây cũng là dây Nhật và mic Nhật luôn. Đây, hàng cực kỳ là ngon nhá. Đây. Đấy, kết nối cực kỳ là ngon luôn. Hàng em bán rất là nhiều rồi, không có lỗi lầm gì cả. Dây dài từ 4 đến 5 mét các bác nhá. Dây dài từ 4 đến 5 mét. Hàng của thương hiệu Tomahawa. Đây, Tomahawa made in Japan. Con này thì cực kỳ chất lượng, chất âm cực kỳ là hay luôn. Các bác dùng để hát karaoke này hoặc là thông báo các kiểu, con này điều được rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Này, đấy. Thân mic này, đấy, thân mic cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy. Lẫy liếc các thứ rất là trơn nhá, rất trơn tru, rất là ngon luôn. Đó đây. Cái đầu mic của nó này, đấy. Đầu của nó này các này, đấy. Đầu mic của nó thì cực kỳ chất lượng luôn các này. Đấy, đây, qua theo. Đây. Lỗ nó dập này. Đấy. Hàng độ hoàn thiện rất là cao luôn, nói chung là hàng xịn nó khác ngay các bạn. Hàng nội địa của Nhật, hàng xịn nó khác các nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan nhá. Đấy. Tomahawa made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000 và bao ship. Đó. Lên cho em là mic dây Nhật nhá. Đó, mic dây Nhật này. Đấy, mic karaoke này, karaoke. Giá bên shop đang gửi tới các bác, đấy, karaoke nhá. Giá sẽ là 250k nhá, 250k và bao ship. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Mic karaoke, nó rất là ngon luôn các bác nhá. Đây, cả mic cả dây như này. Dây của nó thì siêu mềm luôn các bác nhá. Dây siêu mềm luôn, rất là ngon luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dao Nhật đây. Thì bên shop lại tiếp tục về hàng nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai mã, một mã là dao nhọn và một mã là dao vuông nhá. Đó. Thì sẽ có hai mã như này. Thì bên em sẽ giới thiệu chi tiết từng mã một để cho các bác xem tham khảo và đặt hàng các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt rồi. Đấy, đây em sẽ khui hộp ra cho bác xem. Đấy. Dao hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Wabo đây. Giá thì giá tri ân cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá tri ân hạt rẻ luôn các bác nhá. Đó. Bên em bán hàng thì giá là giá tốt rồi cho nên là không mặc cả các bác nhá. Các bác không mặc cả. Mặc cả nó rất là phiền phức. Đấy. Bán hàng là hàng chuẩn đúng giá cho nên là các bác mua được thì mua thôi. Chứ mình đừng mặc cả nó mất hay đi các bác nhá. Đó. Hàng chất lượng, giá cả hợp lý. Đấy cho nên là các bác yên tâm mua hàng. Đấy. Tránh tình trạng mặc cả nó mất công nhá. Đấy. Đầu tiên thì con này nó sẽ là các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy, dao vuông. Đây, dao vuông. Hàng cực kỳ bén cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Wabo con này. Đây, Wabo Japan này các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, Japan này các bác này. Đó. Thép không gì, hàng của thương hiệu Wabo nhá. Đấy. Giá thì con này thì các bác lên mã giúp cho em là đấy, đây nhá. Đây, test bằng giấy thì nó quá là bình thường rồi các bác. Đấy. Nếu test bằng giấy như này thì quá là bình thường rồi các bác nhá. Đấy, đây. Em sẽ test một cái giọng nó cao cấp hơn một chút nhá. Đấy, cao cấp hơn một chút. Đó là em sẽ test bằng giấy bóng nhá. Đây, bằng chính cái giấy bóng này. Con này thì giấy bóng này rất là dai các bác nhá. Đấy, nhưng mà cắt rất là ngon luôn. Đấy. Giấy bóng thì nó thuộc cái dạng là rất là dai, không phải là dao nào cũng cắt được các bác nhá. Không phải là dao nào cũng cắt được đâu. Đấy, thật sự là như thế. Nhưng mà đây thì con này nó cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, cái giấy bóng nó đứt này. Đấy. Giấy bóng nó đứt này. Đó các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Đấy, dao vuông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con vuông này bao nhiêu nhỉ? Dao vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 đúng không? 180k cho con dao vuông như này. Đấy. Lên cho em là dao vuông nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop sẽ có cho các bác là một con nhọn. Đấy, một con nhọn nữa. Đây. Con này thì nó sẽ là con nhọn này. Đấy. Tiếp theo em lên cho bác cái con cũng y hệt như thế nhá. Nó sẽ dài hơn một chút và mũi của nó là mũi nhọn như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn nhá. Đấy, lên cho em là dao nhọn.
Đấy, em sẽ có hai mẫu, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Đây, cũng test cho bác xem luôn này. Đấy. Nói chung là con này thì hàng quá chất lượng rồi, không phải suy nghĩ rồi. Độ sắc của nó thì khỏi về bàn này các bác nhá. Đấy. Độ sắc của nó là khỏi về bàn luôn. Đấy, khỏi về bàn luôn nhá các bác nhá. Đó. Khỏi về bàn luôn anh ơi. Đấy, độ sắc này thì khỏi về bàn luôn anh nhá. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một con mũi nhọn và một con mũi vuông như này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, con này thì sẽ là dao vuông mà con này là dao nhọn này. Đây, con này là dao nhọn nhá. Đấy. Con nhọn này là bao nhiêu đấy? 175. Các bác lên trên là dao nhọn nhá. Đó, dao nhọn giá thì sẽ là 175k. Đó. 175k cho con dao nhọn như này. Đó. Con này thì sẽ là dao nhọn nhá. Đó. Các bác lên đúng tên đúng mẫu cho em. Đó. Lên cho em là dao nhọn nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175.000 cho con dao nhọn như này. Đó, dao nhọn 175k nhá. Đấy. Còn con này thì nó, các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác lấy một cặp như này thì bên em bán cho các bác cái giá là 350.000 và bao ship. Đấy, 170-180 là 355.000. Tính tròn cho các bác là giá là 350.000 nhá. 350.000 cho một cặp dao như này. Đấy. Đúng nhỉ? Đúng không? 350 à? 370. Cái gì? 355. Đấy là combo thì 350. Combo là 350 và bao ship thôi nhá. Đó. Combo thì nếu các bác lấy hai con, một con vuông một con nhọn như này. Con này là con vuông nhá. Các bác lên đúng mã cho em. Con này thì đầu của nó sẽ là đầu vuông này. Con này đầu của nó là đầu nhọn này. Đấy. Thì các bác lấy con nào thì lên đúng mã cho em nhá, dao vuông hoặc dao nhọn nhá. Đó. Nếu lấy cả cặp thì giá của nó sẽ rẻ hơn một chút, là rẻ hơn được 5k và bên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Còn các bác lấy lẻ thì sẽ mất thêm 20.000 ship nữa. Mất thêm 20.000 ship nữa thì tùy theo các bác lấy kiểu nào thì lấy thôi. Đấy. Nói chung là hàng chất lượng và giá thì cũng cực kỳ là tốt cho bác rồi. Giá này thì nói chung là giá rất là tốt cho bác rồi, hàng sắc bén. Độ sắc của nó thì khỏi về bàn rồi các bác nhá. Độ sắc thì khỏi về bàn rồi. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Con này thì hàng rất là chất lượng và bên shop cũng bán khá là nhiều rồi các bác nhá. Bán khá là nhiều cái mã máy thái rau này rồi. Giá thì cực tốt luôn. Giá chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá của nó sẽ là 120k cho một con máy thái rau như này. Đó, 120.000 cho con máy thái rau như này nhá. Con này thì hàng chất lượng và giá bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là một máy này, đi kèm cho các bác là 6 cái lưỡi luôn, 6 cái lưỡi. Đấy. Thì nó sẽ có 3 hình thế lưỡi khác nhau. Một nó sẽ là dạng là sợi tròn này. Đấy, cái này là thuộc dạng lưỡi sợi tròn này. Hai là cái này là lưỡi sợi cái này nó gọi là sợi như kiểu là khoai tây chiên đấy, nó gọi là cả mảng như này các bác nhá. Đấy. Thứ ba là nó sẽ là một cái sợi thái lát, còn cái này nó sẽ là sợi dài này, sợi dài nhá. Đấy. Nó cũng là da dài nhưng mà một cái là dài 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 hình cái dây, hình hình tròn, hình sợi tròn, một cái là sợi vuông, một cái sợi tròn. Nôm na là như vậy đây, nó sẽ có hai cái bốp sợi như này. Và một mẫu là thái lát nhá, một mẫu thái lát. Thì các bác chỉ cần là đẩy như này là nó sập vào xong các bác này. Đấy, cái lưỡi nó rất là ngon lành và dễ đẩy nhá các bác nhá. Các bác chỉ cần đẩy nhẹ này là nó vào này. Đấy, đẩy cái lưỡi này, đẩy như này là đã vào rồi. Rất là đơn giản vậy thôi. Sau đó thì các bác lắp cái đầu này vào đây cho em, lắp cái đầu này vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác đút cái tay công này vào nhá, đút hết đà vào. Đấy, đút hết đà vào. Sau đó thì các bác xoáy cái ốc này vào là xong. Vặn cái vít này vào. Đó. Như vậy là đã cố định các bác nhá. Đấy, đã cố định rồi. Đấy. Khi các bác cho rau, cho thực phẩm, cho đồ cần thái vào đây nhá. Đây là cái cánh lưỡi của nó đang chuyển động đây này. Đấy. Đây cái lưỡi của nó này. Đấy, cái lưỡi của nó đây nhá. Đó, khi mình xoay thì cái lưỡi nó chuyển động này đó. Để em thay cái lưỡi kia cho nó, các bác nhìn cho nó dễ. Đấy, cái lưỡi này nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Đây. Đấy. Thay lưỡi thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là ấn ra như này thôi nhá. Ấn đây này thôi là nó sẽ ra này. Đấy, ấn đây này nó sẽ ra này. Thay lưỡi khác thì các bác chỉ cần sập vào này là xong này. Đấy. Sập vào này nhá. Đấy. Sập vào cho em như này là xong. Đó. Đấy, sập vào như này cho em là xong. Đó. Sập này cho em là xong. Đó, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Sau đó thì khi sập vào rồi nhá thì các bác lắp vào đây, lắp vào cái đầu này. Lắp cái đầu này cho em. Sau đó thì mình sập cái này xuống này. Sập cái này xuống, sập chặt vào, sau đó xoáy lại này. Đấy. Xoáy hết nấc lại là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đấy. Nó sẽ sập vào là xong. Đó. Đây. Các bác đẩy hết nấc vào, sau đó xoáy cho nó ăn gen vào là xong nhá. Đó. Xoáy cho nó ăn vào. Đấy, sau đó thì các bác xoay như này cho em này. Đấy. Các bác xoay như này. Xoay như này thì đây, cái cánh lưỡi của nó xoay này thì là rau củ quả nó sẽ cho vào đây. Sau đó thì các bác ấn cái này xuống này. Đấy, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn, cho nó trực quan sinh động nhá. Đây có video thực tế cho bác xem luôn. Đây con. Hai điều tam tác bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng: thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nhiệt bột, cắt bỏng như giấy,
mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiệm như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nào thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chiếu lớn hơn gần mọi xay dao phủ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn chống trơn trượt cực tốt, có chế độ hút trần không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé, có thể tách rời từng bộ phận, một nút bấm là tách lưỡi dao ra, một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào, tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng, lau phục sạch không có cặn. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này thì thật đáng tiếc. Bảo hành 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Chị nào rau củ quả bằng tay có tiện bằng máy thái rau củ quả đa năng 4-in-1 này không? Thái đều tam tác bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng: thái lát, thái sợi, thái giàn sợi và nghiền bột, cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn gần mọi xay dao phủ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn chống trơn trượt cực tốt, có chế độ hút trần không mặt tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé, có thể tách rời từng bộ phận, một nút bấm là tách được lưỡi dao ra, một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào, tặng kèm thanh thổi lau chuyên dụng, lau cực sạch không có cặn. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái máy thái rau này, giá chỉ có 120.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Các bác lên cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau đấy, máy thái rau này, máy thái rau giá của nó sẽ là 120k cho mấy em máy thái rau này nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô, đó là cái gì ạ? Cái sản phẩm đó là cái